nương nhờ nhà bạn thân của chị gái tôi định giả làm một chú cún con ngoan ngoãn nghe lời ai ngờ lần đầu gặp mặt tôi đã ngủ quên trên xe nước miếng chảy đầy người chị ấy vậy mà vị tiểu thư nhà họ đường nổi tiếng lạnh lùng xa cách đàn ông ấy chỉ dịu dàng đỡ tôi lại gần để tôi nằm gọn trong lòng tôi cảm thấy một trận mềm mại cọ cọ người tìm một tư thế thoải mái hơn rồi ngủ tiếp quản gia triệu vốn ra đón tôi nhưng khi thấy hành động dịu dàng của đường an giật ông tự giác đứng sang một bên ra hiệu cho đám người hầu im lặng chuyến đi này của đường An giật khá đột ngột, về cũng đột ngột. Trước khi đi, cô chỉ dặn dò quản gia Triệu dọn một phòng cho cậu bé ở, vì thời gian gấp rút. Quản gia Triệu chưa kịp chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, nhưng những thứ cần thiết đều có, không ảnh hưởng đến việc tôi ở lại đêm nay. Suốt dọc đường, đường An giật bế tôi rất nhẹ nhàng và chắc chắn. Thấy tôi ngủ say sưa, cô không nỡ vuốt thức mà cùng người hầu đỡ tôi xuống xe, đưa thẳng lên giường. Sau đó, cô còn cởi giày và đắp chăn cho tôi, cử chỉ dịu dàng đến khó tin. Cuối cùng, cô còn cẩn thận chỉnh điều hòa đến nhiệt độ thích hợp rồi mới đóng cửa ra ngoài. Quản gia Triệu vẫn luôn chờ ở ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ hành động của đường An Giật. Chính vì tận mắt chứng kiến nên ông càng thấy kinh ngạc. Vị tiểu thư nhà họ đường, hóa ra trong xương cốt vẫn là một người dịu dàng. So sánh với thái độ lạnh nhạt với người khác, quản gia Triệu càng cảm thấy tiểu thư nhà mình đối xử với cậu bé đẹp trai này thật khác thường. Có nên báo cho lão gia nhà mình biết không nhỉ? Thấy đường An Giật ra ngoài, quản gia Triệu lập tức thu lại suy nghĩ, hạ giọng nói, tiểu thư, hai người về đột ngột quá phòng của cậu bé có vài thứ tôi vẫn chưa chuẩn bị xong cũng tốt mai tôi hỏi cậu bé xem thích gì rồi chuẩn bị theo sở thích của cậu ấy để cậu ấy ở thoải mái hơn đường an giật gật đầu khả năng làm việc của quản gia triệu cô rất yên tâm nếu không ông cụ cũng sẽ không đặc biệt sắp xếp ông ấy ở bên cạnh mình tam tiểu thư vẫn chưa về ạ à. quản gia triệu ấp úng không dám nói thật con bé chắc đang trên đường về rồi đường an giật lập tức hiểu ra nghiến răng con bé hư hỏng này cô mới đi có một ngày mà nó đã không yên phận. Đường An Giật cũng mệt cả ngày rồi, về phòng tắm rửa xong liền ngủ thiếp đi. Tôi vì ban ngày ngủ nhiều, nửa đêm mơ màng tỉnh dậy, thấy xung quanh lạ lẫm, tôi giật mình tỉnh hẳn. Nhưng rất nhanh tôi đã phản ứng lại, đây chắc là nhà chị Đường An Giật. Tôi mò lấy điện thoại trên đầu giường, xem định vị, quả nhiên đã ở Nam Thành. Tôi thở phào nhẹ nhõm, xem giờ trên điện thoại, 1 giờ 30 phút sáng, còn sớm lắm. Tôi định ngủ tiếp, nhưng ban ngày ngủ quá nhiều, trở mình mãi không ngủ được, ngược lại còn thấy hơi đói bữa tối ăn trên đường về nhưng vì ngồi xe lâu nên tôi không có khẩu vị chỉ ăn vài miếng giờ đói cũng là chuyện bình thường hay là ra ngoài kiếm gì ăn nhỉ tôi xỏ dép cầm điện thoại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng thò đầu ra dò xét hành lang và phòng khách tầng một chỉ còn hai ngọn đèn ở góc tường vẫn sáng còn lại đều đã tắt xung quanh cũng yên tĩnh không một bóng người tốt tôi kéo ống quần rón rén bước đi ai ngờ vừa đến cầu thang tôi nghe thấy một tiếng hét thất thanh tôi thấy một vật đen đen lăn bịch bịch xuống cầu thang rồi nghe thấy tiếng kêu đau á tôi cũng bị dọa cho sợ hãi tóc tai dựng ngược không biết vật đó là người hay ma tôi không dám nhìn xuống dưới chỉ nhanh chóng ngồi thụp xuống ôm chặt lan can cầu thang đêm nay đúng lượt lâm hiệu trực nghe thấy tiếng hét anh nhanh chóng xuất hiện từ trong bóng tối nhảy thẳng từ tầng 2 xuống vừa lại gần tam tiểu thư nhà họ đường chưa kịp nói câu nào thì đã bị ôm chặt lấy lâm hiệu sợ làm người ta bị thương nên không dám dãy mạnh khoảnh khắc tiếng hét vang lên Đường An giật lập tức mở mắt, ánh mắt sắc bén, hoàn toàn không giống người vừa tỉnh giấc. Tuy nhiên, khi nhận ra giọng nói đó là của ai, cô lập tức thả lỏng cơ thể đang căng cứng, vừa ngáp vừa chậm rãi đi xuống lầu. Lúc này, quản gia Triệu và những người khác cũng chạy đến, vội vàng bật tất cả đèn tầng một lên. Sau đó, họ thấy Tam tiểu thư nhà họ Đường đang ôm chặt chân Lâm Hựu, hét lớn, "Trộm, trộm, nhà chúng ta có trộm." Quản gia Triệu và mọi người Đường An giật không để ý đến cảnh náo nhiệt dưới lầu, đi tới kéo tôi, người vẫn đang ôm chặt lan can run rẩy đứng dậy không sao rồi đừng sợ tôi nghe ra giọng đường an giật vội quay lại ôm chặt lấy cánh tay cô rồi mới từ từ mở mắt nhìn rõ tình hình dưới lầu tôi thở phào nhẹ nhõm hóa ra vật đen đen lăn xuống cầu thang vừa nãy là người hú hồn lúc này đường hoan vẫn nhắm mắt la hét không ngừng giọng giải thích của lâm hữu bị át đi bởi tiếng la hét của cô không ai nghe thấy gì cả đường an giật bị tiếng ồn làm đau đầu bước nhanh tới đá vào mông cô một cái im miệng Tiếng hét của Đường Hoan đột ngột dừng lại. Cô nghe rõ giọng Đường An giật, biết chị hai cũng ở đó, liền không sợ nữa. Từ từ mở mắt, vừa nhìn thấy Đường An giật đứng ngay trước mặt, cô liền miếu máu, kể lể: Chị hai, nhà mình có trộm, em thấy mà, em thật sự thấy mà, hắn ta vừa đứng ở cầu thang tầng 2, lén lút. Đường An giật nhớ lại cảnh tôi sợ hãi ôm chặt Lan Can lúc nãy, ừ, cũng trùng hợp thật đấy. Đường Hoan vội vàng nói: Chị hai, em không nhìn lầm đâu, em nhớ tên trộm đó cao cao gầy gầy. Đường Hoan đang nói hăng say, ánh mắt bỗng liếc sang tôi, người đang đứng cạnh đường An giật và ôm lấy cánh tay cô. Đồng tử cô đột nhiên mở to, không phải hắn ta chính là tên trộm lúc nãy sao. Hắn ta còn ôm tay chị hai, chắc chắn hắn ta muốn làm hại chị hai, không được. Đường Hoan chịu đựng cơn đau ở chân đứng dậy, lao về phía tôi hét lớn, tên trộm, chạy đâu cho thoát. Nói xong, cô dùng hết sức bình sinh lao tới. Lâm Hữu nhanh chóng ra tay, túm lấy áo khoác giày của đường Hoan, kéo người đang lao tới lại, khoan đã, tam tiểu thư. Đường hoan suýt bị xếp chớt nhưng cô chỉ lo lắng cho sự an toàn của đường an giật, không quan tâm đến bản thân. Cô ôm lấy vai Lâm Hiệu, lắc mạnh, Lâm Hiệu, anh tỉnh táo lại đi. Anh không thấy sao, tên trộm đang ở bên cạnh chị gái em, anh mau lên, bắt hắn ta lại. Lâm Hiệu vội vàng giải thích, Tam Tiểu Thư, đó không phải trộm, là em trai của sơ hạ Tiểu Thư. Đường hoan không nghe rõ anh nói gì, liền dừng lại hỏi lại, anh nói gì? Đường an giật nhíu mày nhìn con bé ngốc nghếch này gây chuyện, bước tới vỗ mạnh vào gáy cô một cái. Vừa rồi em thấy là em trai của Sơ Hạ, Sơ Hạ gửi em ấy ở đây đấy. Đường Hoan ngơ ngác nhìn sang, lúc này tôi cũng chen ra khỏi đám đông, cười ai náy với Đường Hoan, "Xin chào, tôi là Tống Sơ Hạ. Vừa rồi tôi hơi đói, định ra ngoài tìm đồ ăn, không ngờ lại gặp cậu. Xin lỗi nhé, có dọa cậu không?" "Không sao." Đường Hoan lúc này mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghĩ lại hành động của mình vừa rồi, cô bỗng thấy xấu hổ. Thật mất mặt quá, bị một cậu con trai dọa cho sợ hãi như vậy. À thì vì là hiểu lầm nên mọi người hãy coi như một giấc mơ, quên đi nhé." Đường Hoan cười gượng gạo với mọi người, "Mọi người về ngủ sớm đi ha ha ha." Không ít người hầu có mặt không nhịn được cười, cúi đầu cười trộm, sau đó nhìn nhau, cùng quay người rời đi. Chờ mọi người đi gần hết, quản gia Triệu mới hỏi, "Tam tiểu thư, vết thương của cậu sao rồi? Có cần tôi gọi bác sĩ không?" "Không cần, không cần." Đường Hoan xua tay, nhảy lò cò đến ghế sofa ngồi xuống, "Em chỉ bị va đập chút thôi, da cũng không bị rách, không sao cả." Chỉ là cái chân này, cô thử cử động chân, lập tức hít hà một hơi, chân em hình như bị chật rồi. Lâm Hựu từ nhỏ đã luyện võ, nên việc xử lý những chấn thương như thế này còn thành thạo hơn cả bác sĩ. Anh ngồi xổm xuống, kiểm tra kỹ lưỡng cho Đường Hoan, đúng là chật chân rồi, xương không sao, không nghiêm trọng, chỉ cần. Lâm Hựu nói được một nửa, nhân lúc Đường Hoan không chú ý, rắc một tiếng, bẻ chân cô lại, Đường Hoan không hề đề phòng, á. À, đường An giật đứng bên cạnh không hề có chút thương hại nào cho em gái, trước khi Đường Hoan kêu lên đã nhanh chóng quay người bịt tai tôi lại, tránh cho tôi bị tra tấn bởi âm thanh ma quỷ này. Quản gia triệu đứng bên cạnh, nhìn thấy sự ân cần của nhị tiểu thư, quyết định vẫn nên báo cho lão ra biết. Nhị tiểu thư nhà họ đường năm nay đã 35 tuổi, những năm qua chỉ lo học hành, sự nghiệp, chưa từng yêu đương. Tiểu thư cả ở tuổi này đã kết hôn, con trai cũng đã 4 tuổi rồi. Tam tiểu thư tuy mới 19 tuổi, nhưng đã có bạn trai từ thời thơ ấu, hai gia đình cũng rất hòa thuận, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ còn nhị tiểu thư vẫn độc thân, những năm qua, bên cạnh không có người khác giới nào thân thiết không chỉ lão ra nhà họ đường mà ngay cả quản gia triệu cũng sốt ruột nhìn bây giờ đứng cạnh sơ hạ tiểu thư vóc dáng thật đẹp đôi ấm áp biết bao nếu không sợ bị phát hiện quản gia triệu đã lén chụp lại cảnh tượng này gửi cho lão ra rồi còn nỗi đau của đường hoan lúc này ngoài cô ra hình như không ai quan tâm không còn việc gì khác quản gia triệu và lâm hữu rời đi làm việc của mình tôi cũng định về phòng nhưng bị đường an giật nhẹ nhàng kéo tay lại chị an giật sao vậy tôi khó hiểu nhìn cô đường an giật cúi đầu nhìn tôi vừa mới ngủ dậy giọng nói vẫn còn hơi khàn nhưng lại ngọt ngào dễ nghe không phải em nói đói mới xuống lầu sao không ăn chút gì rồi lên à tôi không ngờ cô lại nhớ câu nói bâng quơ của tôi nhưng tôi mới đến ngày đầu tiên đã gây ra chuyện còn làm đường hoan bị thương giờ nào còn dám nhắc đến chuyện ăn uống nữa không cần đâu chị an giật em hình như lại không đói nữa nhưng đường an giật vẫn không buông tay chị cũng đói rồi em ban ngày ngủ nhiều như vậy chắc về cũng không ngủ được chi bằng cùng chị ăn chút gì đi. Nói đến nước này, tôi cũng không tiện từ chối nữa, liền gật đầu đồng ý, tôi nghĩ đường an giật chắc sẽ gọi đầu bếp nhà cô nấu cho chúng tôi một bữa ăn, ai ngờ cô lại gọi đường hoan. Đường hoan, em đi nấu cho chị một bữa ăn, yêu cầu không cao, bốn món mặn một món canh là được. Đường hoan, người vừa bị chị gái phớt lờ hoàn toàn, đang buồn bã khập khiễng chuẩn bị lên lầu, nghe thấy vậy liền. Chị nghe xem, đây có phải là lời nói của một người đang ở nhiệt độ 37 độ C không? Đường hoan quay đầu lại phản đối, Chị hai, chân em còn đang bị thương. Lâm Hữu vừa rồi cũng nói rồi, bảo em mấy ngày nay bớt vận động, nghỉ ngơi nhiều. Lâm Hữu nói là để chân em bớt vận động, nghỉ ngơi nhiều. Đường An giật ánh mắt thản nhiên, thái độ vô cùng hòa nhã, khóe miệng còn nở nụ cười, nhưng em nấu ăn đâu cần dùng đến chân. Đường Hoan, chị nói cũng có lý, nhưng em vẫn không muốn làm. Đường Hoan cứng cổ đứng đó không trả lời, phản kháng trong im lặng, ngay cả tôi cũng thấy hơi ngại. Dù sao Đường Hoan bây giờ cũng là người bị thương, bắt cô ấy lê cái chân bị thương đi nấu ăn cho hai người chúng tôi, khỏe mạnh bình thường, có phải hơi quá đáng không? Bản thân tôi cũng muốn sung phong nói để em làm, nhưng vấn đề là, tất cả các món tôi biết cộng lại cũng không đủ bốn món mặn một món canh mà chị An giật yêu cầu, giờ phải làm sao đây? Tôi chưa nghĩ ra cách, thì đường An giật đã hết kiên nhẫn. Cô hoạt động cổ tay, xoay xoay cổ, chậm rãi nói, chị nhớ chị đặt giờ giới nghiêm là 11 giờ tối, nhưng có người hôm nay hình như không về đúng giờ. Đường Hoan vừa thấy cô cười như vậy, hai chân đã bắt đầu run rẩy. Cô cứng nhắc kéo khóe miệng cười, ha ha ha, chân này bỗng nhiên không còn đau nữa rồi, bốn món mặn một món canh quá đơn giản. Sao chị hai có thể chịu thiệt thòi như vậy chứ? Ít nhất cũng phải sáu món mặn hai món canh chứ, chị hai đợi em, em đi làm ngay đây. Nói xong, đường hoan chạy vọt vào bếp, tốc độ có thể nói là chạy nước rút trăm mét, hoàn toàn không giống người vừa bị chật chân. Đường an giật nhìn bóng lưng con bé hư hỏng đó, hư lạnh một tiếng, rồi kéo tôi ngồi vào bàn ăn chờ đợi tôi nhìn về phía nhà bếp với vẻ thương cảm tò mò hỏi đường an giật chị an giật cậu ấy tôi chỉ về phía nhà bếp là em gái ruột của chị sao bao nhiêu tuổi rồi thường sống cùng chị à hồi nhỏ tôi sống cùng đường an giật ở vân thành khi đó đường an giật sống ở nhà ông ngoại tôi đã gặp ông ngoại của cô biết cô còn có một cậu nhưng những người thân khác của đường an giật tôi đều không biết lúc đó tôi còn nhỏ chỉ biết chơi cũng chưa bao giờ hỏi đường an giật về gia đình cô nó tên là đường hoan bằng tuổi em 19 tuổi, hơn em vài tháng, bình thường hầu hết thời gian đều sống ở đây với chị, thỉnh thoảng ở trường hoặc nhà ông nội, nó là em gái chị, nhưng không phải ruột. Đường An giật vẻ mặt lười biếng, giọng nói rất tùy ý, nó là chị nhặt được từ thùng rác hồi nhỏ. Chị bê nó, ngồi bên thùng rác chờ 2 tiếng, thấy không ai đến nhận thì mang về. Sau đó cô chị đi làm thủ tục nhận nuôi nó, nó liền ở lại nhà chị. Tôi hơi mở to mắt, hồi lâu mới phản ứng lại, ngây người hỏi, thật hay giả vậy? Nhặt được từ thùng rác á, không phải đang đùa chứ? còn có chuyện như vậy sao hơn nữa đây là chuyện khá nhạy cảm bình thường sẽ không dễ dàng nhắc đến sao đường an giật lại nói tùy tiện như vậy chứ tôi cẩn thận liếc nhìn nhà bếp rồi cúi người lại gần đường an giật hạ giọng hỏi chị an giật chuyện này cậu ấy có biết không theo tôi lại gần một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng ngón tay đường an giật hơi cử động cô ngẩng đầu lên mỉm cười nho nhã nhìn thấu nỗi lo lắng của tôi nhìn vẻ cẩn thận của tôi cô không nhịn được cười đưa tay xoa đầu tôi yên tâm đi nó biết không chỉ nó biết, mà hầu như cả Nam Thành đều biết chuyện này. Đường Hoan không quan tâm sao, cô ấy là người trong cuộc. Tôi luôn cảm thấy sự không quan tâm của Đường Hoan chỉ là bề ngoài. Trong lòng có lẽ mỗi lần người khác nhắc đến, cô ấy lại đau lòng một lần. Bởi vì mỗi lần người khác nhắc đến, cũng như lại nhắc nhở cô ấy một lần nữa. Nhà họ đừng không phải nhà của cô ấy, cô ấy không thuộc về nơi này, cô ấy là người ngoài. Nghĩ đến đây, tôi mím môi, ngập ngừng nhắc nhở, chị An giật, chuyện này sau này đừng nhắc trước mặt cậu ấy nữa. Em cảm thấy, có thể cậu ấy chỉ là bề ngoài tỏ vẻ không quan tâm, chứ thật ra vẫn đau lòng. Yên tâm, cô từ tốn giải thích, ngoài người nhà họ đường ra, không ai dám nhắc đến nó. Ngoài người nhà họ đường ra, ai dám nhắc một câu. Tôi không nhận ra vẻ nguy hiểm trong ánh mắt hơi cục xuống của cô, tò mò hỏi tiếp, vậy sau đó các chị có tìm bố mẹ ruột cho cậu ấy không? Đường An giật khẽ lắc đầu, vẻ mặt chán nản chống cằm bằng một tay, đã tìm rồi, nhưng không thấy. Em gái chị nhìn rất khỏe mạnh mà, sao bố mẹ lại bỏ rơi nó nhỉ? tôi cũng từng xem một số tin tức liên quan trên tv nhưng thường là những đứa trẻ bị bệnh nặng hoặc bẩm sinh có khuyết tật bố mẹ không có khả năng kinh tế chữa trị cho chúng nên mới bất đắc dĩ bỏ rơi con không ngờ thời đại này vẫn còn trường hợp như đường hoan chị cũng không biết đường an giật lắc đầu có thể là vì nó không sinh xắn vẻ ngoài tuy không sánh bằng đường an giật nhưng vẫn thuộc dạng dựa vào nhan sắc là có thể ra mắt ngay lập tức cũng không thể tính là không đẹp trai được ngoài đường hoan ra chị còn có một cháu trai tên là đường nham những ngày cuối tuần không đi học nó cũng sẽ đến đây ở chúng ta đều gọi nó là nham nham em cứ gọi theo như vậy là được ông nội cô dượng anh cả chị dâu trừ những ngày lễ tết ra bình thường một năm cũng không đến đây được hai lần hơn nữa ngày lễ cũng đều ở nhà ông nội khả năng em gặp họ ở đây rất nhỏ cho dù gặp thì cũng không cần sợ ở nhà họ đều rất dễ nói chuyện người tính tình khó chịu nhất nhà chị chính là chị em chỉ cần không sợ chị là được rồi tôi ngoan ngoãn gật đầu đường an giật đối xử với người khác thế nào Tôi không rõ lắm, nhưng cô chưa từng nổi giận với tôi, cũng chưa từng quát mắng tôi, ngay cả ánh mắt nhìn tôi cũng luôn dịu dàng, nuông chiều. Nhân cơ hội này, tôi lại hỏi về các phòng trong nhà, không chỉ mỗi tầng ở những ai, mà cả phòng của đường hoan và nham nham cụ thể ở đâu. Đường an giật kiên nhẫn giải thích cho tôi từng chút một. Nói xong những điều này, đường hoan bên kia cũng đã nấu xong cơm. Nấu nhiều món như vậy, tôi cứ tưởng đường hoan sẽ có một hai món làm đơn giản cho đủ số, nhưng không ngờ, món nào trông cũng rất ngon, lại còn thịnh soạn nữa tôi vỗ tay khen ngợi đường hoan một cách chân thành chị giỏi thật đấy nhiều món như vậy mà chị chỉ mất hơn nửa tiếng đã làm xong rồi đường hoan ưỡn ngực tự hào chuyện nhỏ thôi mà mấy món này đều khá đơn giản chỉ dùng ba phần công lực của chị thôi hôm nào chị sẽ đích thân đi chọn nguyên liệu nấu cho em một bữa thịnh soạn hơn coi như chào mừng em đến nhà chúng ta được thôi cảm ơn chị tôi cũng không khách sáo với cô ấy sau này mọi người đều sống chung dưới một mái nhà có qua có lại thì mối quan hệ mới ngày càng tốt đẹp hơn từ lời nói của cô ấy, tôi cũng nghe ra, cô ấy không để bụng chuyện bị tôi vô tình dọa sợ. Đường An giật nghe những lời khen ngợi ngọt ngào này, nhíu mày, sơ hạ, nó chỉ hơn em một tuổi, các em là cùng trang lứa, không cần gọi nó là chị đâu. Tôi chớp chớp đôi mắt long lanh, khó xử, không gọi là chị, vậy gọi thẳng tên sao, có phải hơi bất lịch sự không? Đường Hoan nghe chị gái nói vậy cũng ngớ người, vẻ mặt vô tội hỏi, hơn một tuổi cũng là hơn mà, gọi là chị thì có sao đâu. Sao tự nhiên lại chuyện này, bình thường cô ấy cũng không phải người rảnh rỗi như vậy đường a giật bị hai người nhìn chằm chằm ngón tay đặt trên bàn khẽ co lại động tác rất nhẹ thật ra cô cũng không biết mình đang khó chịu cái gì nhưng nghe tôi gọi đường hoan là chị trong lòng lại thấy không thoải mái chỉ cần thấy không thoải mái thì phải ngăn cản vì vậy cô liền tùy tiện tìm một lý do sơ hạ chị là vì muốn tốt cho em đường hoan có bạn trai rồi bạn trai nó khá hay ghen nếu nghe thấy em gọi đường hoan là chị một cách thân mật như vậy e rằng sẽ gây chuyện Tôi hiểu ý gật đầu, chớp mắt nhìn đường hoan, thăm dò hỏi, vậy sau này em gọi anh là đường hoan được không? Đường hoan gật đầu đồng ý, được, vậy sau này em cứ gọi anh là đường hoan đi, anh gọi em là sơ hạ nhé. Thảo luận xong vấn đề xưng hô, đường hoa nhanh chóng bày biện thức ăn, rồi ân cần bưng đũa đưa cho đường an giật, cười hỏi, chị hai, cơm nước xong rồi, em có thể về ngủ tiếp được chưa? Đường an giật thấy cô ấy hiểu chuyện trong vấn đề xưng hô vừa rồi, liền gật đầu, ừ, đi đứng cẩn thận đấy, vâng. Đường An giật lên tiếng, đường hoan lập tức thu lại động tác không dám nhảy nhót nữa ngoan ngoãn từng bước một về phòng tôi cùng đường an giật bắt đầu dùng bữa tôi phát hiện đường an giật chỉ ăn vài miếng rồi đặt đũa xuống lúc này tôi mới nhận ra đường an giật chắc là sợ tôi thấy ngại khi ăn cơm lúc nửa đêm nên cố tình tìm cớ để cùng tôi ăn tôi cảm động trước hành động ấm áp của cô thấy trong lòng ấm áp ý nghĩ đã bị chôn vùi từ lâu trong tim tôi như hạt giống mùa xuân lại muốn nảy mầm tôi vốn không định rung động nhưng không đời nào rung động đã vào tim Đường An Giật vẫn luôn coi tôi như em trai, sao tôi lại có thể có ý nghĩ như vậy chứ? Hơn nữa, khoảng cách giữa hai người quá lớn, như một khe rãnh khó có thể vượt qua. Cô ấy ưu tú, rực rỡ như vậy, còn tôi thì... Tôi cúi đầu, chớp chớp đôi mắt hơi cay cay. Biết trạng thái của mình không tốt lắm, tôi vội vàng thu lại tâm trạng, không cho phép mình nghĩ tiếp nữa. Tôi nhanh chóng ăn xong, dục đường An Giật mau về phòng nghỉ ngơi, đường An Giật cũng không từ chối. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ hỏi quản gia triệu mới biết đường an giật đã dậy từ sớm đang ở thư phòng xử lý công việc của công ty tôi hiểu chuyện không đi quấy giày cô nhớ lại hôm qua đường an giật giới thiệu cách bố trí phòng ốc trong nhà có nói tầng 3 có một phòng đọc sách tôi mới đến nam thành chưa quen thuộc nơi này nhất thời cũng không nghĩ ra chỗ nào để đi chơi chi bằng tìm vài cuốn sách đọc coi như rớt thời gian chú triệu hôm qua cháu nghe chị an giật nói nhà mình có phòng đọc sách cháu có thể vào đó tìm vài cuốn sách đọc không ạ à? đương nhiên là được rồi quản gia triệu thầm nghĩ đọc sách tốt đấy nhị tiểu thư nhà ông cũng thích đọc sách sau này hai người ở bên nhau chắc chắn sẽ có nhiều chủ đề chung biết đâu còn có thể thay đổi tính cách lạnh lùng của nhị tiểu thư quản gia triệu nghĩ đến đây nụ cười với tôi càng thêm hiền hòa nhị tiểu thư đã dặn dò rồi tất cả mọi nơi trong nhà cậu cứ tự nhiên ra vào sơ hạ tiểu thư cứ tự mình chọn thích đọc cuốn nào thì đọc cuốn nó nếu trong phòng đọc sách không có cũng có thể nói cho tôi biết tên sách tôi sẽ cho người đi mua chỉ có một điểm cần chú ý cậu nhất định phải nhớ kỹ vị trí của sách lấy từ kệ sách nào đọc xong thì để lại chỗ cũ ông cũng là có ý tốt nhắc nhở tất cả sách trong phòng đọc sách đều là nhị tiểu thư nhà ông mua về từng cuốn một trong những năm qua sách trong phòng đọc sách đều là những cuốn sách kinh điển chuyên ngành nhị tiểu thư từ nhỏ đã có trí nhớ tốt cô nhớ rõ vị trí của từng cuốn sách không thích người khác tùy tiện di chuyển vị trí tam tiểu thư từ nhỏ đến lớn vì chuyện này mà không biết đã bị vuốt bao nhiêu lần rồi vâng cảm ơn chú triệu nghe quản gia triệu nói vậy tôi liền về phòng lấy một cuốn sổ ghi chép, để lúc lấy sách nào thì ghi lại vị trí của cuốn sách đó, tránh vô tình quên mất. Tôi đẩy cửa phòng đọc sách bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tôi há hốc mùng kinh ngạc. Phòng đọc sách này lớn hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, chiếm 2 phần 3 diện tích tầng 3. Sách cũng được xếp rất dày đặc, từ dưới cùng kéo dài đến tận trần nhà. Chiều cao của căn phòng ít nhất cũng phải 3 mét, mấy tầng trên cùng phải dùng đến thang mới có thể nhìn rõ tên sách. Tôi vừa đi vừa xem, phát hiện vị trí sắp xếp sách ở đây có chút khác so với những gì tôi thường thấy ở thư viện thư viện thường phân loại theo triết học quản lý học khoa học tự nhiên tiểu thuyết nhưng ở đây thì không trên một kệ sách chủ yếu là sách vật lý tôi còn tìm thấy vài cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng và những cuốn sách liên quan đến thuật xem tướng cổ đại như khai nguyên chiêm kinh bộ thiên ca có vẻ đường an giật có tiêu chuẩn phân loại sách riêng của mình số lượng sách ở đây ít nhất cũng phải bảy tám vạn cuốn đường an giật có thể nhớ được vị trí của từng ấy cuốn sách thật quá tôi học chuyên ngành ngôn ngữ hán nên đã chọn một cuốn cổ đại hán ngữ và một cuốn văn học dân gian sau khi ghi nhớ vị trí của hai cuốn sách tôi liền ôm chúng xuống sảnh tầng một tìm một chỗ có ánh nắng tốt ngồi xuống chẳng mấy chốc tôi đã đắm chìm vào việc đọc sách khoảng 11 giờ đường hoan vừa ngáp vừa dụi đầu tóc rối bù như tổ chim từ trên lầu xuống hôm qua cô ấy đi nhảy nhót mấy tiếng đồng hồ về nhà lại nấu cơm cho đường an giật và tôi lúc về phòng ngủ cũng đã hơn 3 giờ sáng rồi giờ mới mơ màng tỉnh dậy Quản gia chịu sợ làm phiền tôi đang đọc sách, nên hạ giọng rất nhỏ: "Tam tiểu thư, bây giờ cậu có muốn ăn chút gì không, hay là đợi bữa trưa ăn luôn?" Đường Hoan sờ sờ bụng, hình như không thấy đói, liền lắc đầu: "Đợi trưa ăn luôn đi." Nói xong, cô ấy định ra ghế sofa xem TV chờ đến giờ ăn trưa, nhưng vừa quay đầu lại, liền thấy tôi đang chăm chú đọc sách. Đường Hoan rón rén bước tới, sau khi nhìn rõ tên sách, không nhịn được chực một tiếng: "Loại sách này nhàm chán vậy mà cậu còn đọc say sưa được, cậu không phải đọc sách đọc đến ngốc rồi chứ?" Tôi không hề để tâm đến lời nói của cô ấy. Tôi bình thường ít bạn bè, cũng không thích giao du, phần lớn thời gian đều thích ở một mình yên tĩnh, tiện thể đọc sách rớt thời gian. Trước đây ở trường cũng có người nói tôi như vậy, nhưng họ cũng giống Đường Hoan, không có ác ý. Quản gia Triệu sợ Đường Hoan làm phiền tôi, liền đi tới kéo cô ấy lại, "Tam tiểu thư, hay là cậu về phòng chơi game đi, đừng làm phiền Sơ Hạ tiểu thư đọc sách." Đường Hoan không nói đồng ý hay không, mà lại hỏi, "Chú Triệu, chị hai em hôm nay có ở nhà không?" quản gia triệu nhìn ra ý đồ của cô ấy gật đầu đường hoan thầm nghĩ vậy mình nhất định không thể chơi game rồi nếu bị chị hai biết được chị ấy đang học tập chăm chỉ mà mình lại chơi game so sánh như vậy mình chắc chắn lại bị mắng đường hoan đảo mắt bước hai bước tới đưa tay kéo tôi đứng dậy sơ hạ cậu đọc sách lâu vậy chắc cũng mệt rồi nghỉ ngơi một lát đi chơi game với anh có em chơi cùng chị hai chắc chắn sẽ không nói anh nữa chứ tôi giữ vững thân thể nhỏ bé của mình ngẩng đôi mắt to tròn vô tội lắc đầu từ chối Em không biết chơi game, em không thích những trò chơi điện tử đối kháng đó, chưa từng chơi bao giờ. Không biết chơi game, vậy chơi gì được? Dù sao chơi gì cũng không được đọc sách. Đường Hoan vừa xoa đầu vừa suy nghĩ, lại nhìn thân hình gầy yếu của tôi, rồi lập tức từ bỏ những môn thể thao tiêu hao thể lực như bóng rổ, vậy chỉ còn những trò chơi trí tuệ thôi. Đường Hoan xoa cằm, cười toe toét, "Sơ Hạ, không biết chơi game, vậy chắc biết chơi bài chứ?" Tôi gật đầu, hồi cấp 3, em có chơi vài lần lúc tụ tập bạn bè, em biết chơi nhưng chơi chưa nhiều, vẫn là người mới. Người mới thì càng tốt, đường hoan cười đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ. Không sao, anh cũng là người mới, người mới mới cần phải chơi nhiều, chơi nhiều sẽ thành thạo. Vừa hay em đọc sách lâu vậy rồi, mắt cũng hơi mỏi. Tôi không nghĩ nhiều, liền gật đầu đồng ý, tôi hoàn toàn không để ý đến quản gia triệu đang lắc đầu lia lịa bên cạnh. Chơi bài ít nhất cũng phải ba người, đường hoan sau khi thuyết phục được tôi, liền nhanh chóng chuyển hướng sang quản gia triệu, người gần họ nhất, chú triệu quản gia triệu vừa thấy tình hình không ổn lập tức lùi lại mấy bước lắc đầu còn nhanh hơn lúc nãy có thể nhìn thấy cả tàn ảnh tam tiểu thư tha cho tôi đi tôi đến cả lương tháng sau nữa của tháng sau nữa cũng đã thua cậu rồi thua nữa thì tôi chỉ còn nước tìm sợi dây thắt cổ tự tử thôi may mà nhà họ đường bao ăn ở ông lại chưa kết hôn không vợ không con nếu không mấy tháng nay ông đã phải dẫn cả nhà ra đường uống gió tây bắc rồi tôi vừa nghe nói đến thua tiền lập tức đổi ý vậy em cũng không chơi nữa em không có tiền Thật ra trong thẻ ngân hàng của tôi cũng có kha khá tiền anh trai cho, nhưng chỉ đơn thuần chơi bài là chơi game, nếu liên quan đến tiền thì thành cờ bạc rồi, không được. Yên tâm, yên tâm, lần này chúng ta không chơi tiền. Đường hoan vỗ vai tôi, chấn an tôi, sau đó lại chạy tới kéo quản gia chịu lại. Lần này chúng ta đổi luật, thua thì không cần đưa tiền, chỉ cần đáp ứng người thắng một yêu cầu, làm một việc nhỏ là được. Ví dụ như anh thua, chú chịu có thể yêu cầu anh xoa bóp, bấm huyệt gì đó. Vừa nói, đường hoan vừa đi đến sau lưng quản gia triệu xoa bóp vai cho ông vẻ mặt quản gia triệu nhanh chóng trở nên hưởng thụ xoa bóp bấm huyệt ý kiến này không tồi đường hoan thấy vẻ mặt của quản gia triệu biết ông đã gần như bị thuyết phục liên chuyển sự chú ý sang tôi không ngừng dẫn dắt suy nghĩ của tôi sơ hạ em mới đến nam thành không quen thuộc nơi này cũng không có bạn bè anh thì khác anh lớn lên ở nam thành am hiểu nơi này người quen cũng nhiều nếu em muốn đi đâu đó chơi có thể để anh làm hướng dẫn viên cho em anh còn có thể giới thiệu cho em vài người bạn để làm quen tóm lại là những việc rất đơn giản ai cũng có thể làm được mọi người thấy thế nào quản gia triệu và tôi đều khá tâm động nhưng quản gia triệu vẫn còn chút do dự nhưng mà tam tiểu thư cậu chơi bài giỏi như vậy tôi và sơ hạ tiểu thư muốn thắng cậu rất khó đường hoan không ngờ ông ấy đã nói đến mức này rồi mà quản gia triệu vẫn không mắc bẫy đành phải nhượng bộ lần nữa vậy chú và sơ hạ thua ba ván thì anh mới được yêu cầu các chú làm một việc anh thua một ván thì phải đáp ứng các chú một yêu cầu vậy được chưa? Quản gia chịu thấy được, tôi cũng đồng ý. Trò chơi bắt đầu, tôi đã lâu không chơi, hơi lóng ngóng, quản gia triệu thì bài vốn không tốt. Vậy là hai người liên tiếp thua cuộc, chẳng mấy chốc mỗi người đã thua ba ván. Ha ha ha, sẵn sàng thừa nhận thất bại nhé. Đường hoan cười đắc ý, bây giờ hai người phải làm theo yêu cầu của anh. Mỗi người đến thư phòng chị hai anh, nhảy một điệu trước mặt chị ấy, điệu gì cũng được, chỉ cần nhảy đủ 30 giây là được, sao nào, đơn giản chứ. Tôi và quản gia triệu nhìn nhau với vẻ mặt ủ rũ đơn giản thì đúng là đơn giản thật nhưng vấn đề là người đó là đường an giật cơ mà bình thường thì đường an giật sẽ không làm gì chúng tôi nhưng mà như vậy cũng quá mất mặt rồi quản gia chịu cắn răng đau lòng nói tam tiểu thư hay là tôi đưa cậu tiền lương tháng sau nữa của tháng sau nữa nhé đường hoan cười gian xảo lắc ngón trỏ trước mặt ông không được chúng ta đã nói rồi mà hôm nay không nói đến tiền phải giữ lời chứ tôi hoàn toàn không biết nhảy nghĩ đến việc lát nữa phải nhảy một điệu lộn xộn trước mặt người mình thích trong lòng xấu hổ không thôi cũng chẳng còn giữ ý tứ gì nữa. Tôi liền đưa ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn chọc nhẹ vào tay quản gia triệu, chú triệu, chú đi trước đi. Khuôn mặt vốn đã nhiều nếp nhăn của quản gia triệu giờ càng nhăn nhúm hơn. Không được, tôi già rồi, không chịu nổi sự mất mặt này đâu. Vẫn là sơ hạ đi trước đi, tôi già cả rồi, phải khởi động trước đã. Tôi vội vàng xua tay, không không, vẫn là chú triệu đi trước đi. Cháu không biết nhảy, phải mất thời gian tập luyện. Đường hoan đứng bên cạnh chờ đến sốt ruột, liền lên tiếng cho ý kiến, hai người oản tù tì đi, ai thua người đó đi trước, cũng không cần học nhảy gì cả, không biết nhảy thì cũng biết lắc lư chứ. Lắc lư trước mặt chị hai tôi 30 giây là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Một câu nói của cô ấy đã hoàn toàn cạt đứt đường lui của tôi và quản gia triệu. Hai người không còn cách nào khác, đành phải làm theo. Lần này không còn chần chừ nữa, quản tu tì một ván định trò chơi. Sau khi xong, tôi ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thắng rồi, thắng rồi, may quá. Mặc dù dù sớm hay muộn cũng mất mặt, nhưng muộn còn hơn sớm. Quản gia Triệu nhìn bàn tay hình cái kéo của mình, mặt mày ủ rũ. Cam Triệu quay người đi lên lầu 2, bóng lưng so với bình thường, trong nháy mắt già đi 30 tuổi. Ông đi đến cửa thư phòng, hít sâu một hơi, gõ cửa. Sau khi được phép vào, ông bước những bước chân nặng nề vào trong. Đường An giật thấy người đến là quản gia Triệu, khẽ nhíu mày, sao vậy? Bình thường vào giờ này, ông đều đang làm việc, quản gia Triệu là người. Quy củ hầu như không bao giờ đến quấy giày anh vào giờ này. Bất ngờ nhìn thấy ông ấy vào lúc này, Đường An giật còn tưởng nhà có chuyện gì xảy ra, chủ yếu là vẻ mặt của quản gia Triệu lúc này quá khác thường, kiểu như sống không bằng chết, sống mà chẳng còn gì lưu luyến. Đường An giật chưa kịp hỏi thì đã được chứng kiến một màn vũ đạo tuổi già khá chói mắt, nói là nhảy thì không bằng nói là đang lên cơn co giật. Trong lòng Đường An giật thầm nghĩ, bình thường không thấy ông thể hiện ra, giờ mới biết ông cũng khá phóng khoáng đấy. Quản gia Triệu, trên thế giới này chẳng còn ai mà ông quan tâm nữa sao? Một khoảng thời gian dài trôi qua, quản gia Triệu ôm mặt chạy ra ngoài. Đường An giật lắc mạnh đầu, cố gắng xua đi hình ảnh vừa rồi khỏi tâm trí. Anh bình tĩnh lại một lúc, vừa tập trung trở lại thì cửa lại bị gõ. Đường An giật cầm quyển sách cuối cùng bên cạnh lên, ước lượng cân nặng, ừm, tốt, trọng lượng này ném vào người chắc sẽ không chớt được. Kết quả vừa ngẩng đầu lên thì thấy người đến lại là tôi. Anh lại thản nhiên đặt sách xuống, rồi lặng lẽ lấy điện thoại ra, bật chế độ quay phim. Độ kỳ quặc của tôi so với quản gia triệu thì còn hơn chứ không kém, trực tiếp biểu diễn một bài thể dục giữa giờ của học sinh cấp 2, vừa nhảy vừa lầm bẩm Động tác thứ hai, vươn vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cảnh tượng tuy có hơi buồn cười, nhưng đường an giật lại dần bị sự đáng yêu của tôi thu hút. Tôi vừa vào đã cúi gằm mặt, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt đường an giật. Mãi đến khi nhảy đủ 30 giây, tôi mới từ từ ngẩng đầu lên, muốn lén nhìn xem biểu cảm trên mặt đường an giật lúc này. Nhưng vừa ngẩng lên thì lại phát hiện đường an giật đang cầm điện thoại, camera đang chĩa thẳng về phía tôi cảnh tượng xấu hổ như vậy mà chị đường an giật lại quay phim lại tôi vội vàng chạy vòng qua bàn làm việc định giật lấy điện thoại trên tay cô chị đường an giật sao chị lại quay phim chứ mau xóa video đi đường an giật vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thấy tôi chạy tới thì đã không còn kịp đứng dậy né tránh liền ngồi im không nhúc nhích chỉ giơ một tay cầm điện thoại lùi ra sau nhưng cô không ngờ tôi chạy tới quá vội vàng chỉ chăm chăm vào điện thoại không phanh kịp nên đã đâm sầm vào lòng cô da thịt chạm vào nhau vừa mềm mại vừa rắn chắc dù cách hai lớp vải mỏng nhưng cảm giác vẫn rất rõ ràng khoảnh khắc tôi đâm vào cả người đều cứng đờ chủ yếu là tôi cũng không ngờ đường an giật lại không đứng dậy né tránh mới dẫn đến tình huống bất ngờ này tôi nằm úp trong lòng đường an giật ngửi thấy rõ ràng mùi hương kỳ nam trầm hương trên người cô dần dần bao phủ lấy tôi từ bốn phương tám hướng khiến tôi nhất thời mê mẩn đầu óc trống rỗng đường an giật thì không ngại cứ ôm tôi như vậy chỉ là nếu tiếp tục ôm chặt như vậy nữa thì e là sẽ xảy ra chuyện hai tay đường an giật hơi dùng sức tôi cũng dần lấy lại tinh thần. Sau khi tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên của tôi là chạy trốn, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong lòng tôi nhất thời không rõ là vui hay buồn. Tôi cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nghiêm túc nói, chị An giật, chị xóa video đi được không? Em vừa rồi xấu hổ quá, em không muốn người khác nhìn thấy. Nghe giọng nói mềm mại như đang làm nũng của tôi, lòng đường An giật mềm nhũn, trở nên dễ nói chuyện một cách bất thường. Em yên tâm, ngoài chị gái em ra, chị cũng không định cho ai xem nếu em không muốn thì chị cũng sẽ không cho chị gái em xem nữa được không đường an giật có ý đồ riêng cố tình nói vòng vo muốn dỗ tôi để giữ lại video lúc này nhịp tim tôi đang đập rất loạn có thể nói hết câu đã là giới hạn của tôi rồi nào còn tâm trí để ý đến cái bẫy trong lời nói của cô chỉ nghe thấy đường an giật nói sẽ không cho người khác xem tôi liền mơ màng đồng ý được vậy em đi trước đây nói xong không đợi đường an giật lên tiếng tôi đã vội vàng quay người bỏ chạy đường an giật nhìn bóng lưng vội vã rời đi của tôi cong môi mỉm cười. Xem ra, quyết định đưa cậu bé đến bên cạnh quả là đúng đắn. Cậu bé đã lớn rồi, cũng đến lúc cô phải ra tay rồi. Chuyện này, chuyện kia, đều có chút bất thường, đường an giật cũng không khó đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là do cô em gái suốt ngày nghịch ngợm gây ra. Nếu là trước đây, đường an giật đã xuống vuốt cho một trận rồi. Nhưng hôm nay tâm trạng cô lại tốt một cách chưa từng có, đột nhiên không muốn để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này nữa. Nhưng cô không ngờ, cô muốn bỏ qua cho đường hoan, nhưng đường hoan lại không muốn bỏ qua cho cô cô mới bận rộn được một lúc thì lại có người lên tìm người đến chính là đường hoan sau khi tôi xuống lầu ba người họ lại chơi thêm một ván qua vài ván luyện tập trước đó tôi đã dần quen với luật chơi lần này phối hợp với quản gia triệu tuy quá trình có chút nguy hiểm nhưng cuối cùng vẫn thắng đường hoan hai người vừa bị đường hoan chơi xỏ hiển nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này nhất trí quyết định bắt đường hoan cũng làm những việc mà họ vừa làm để trải nghiệm cảm giác mất mặt đã nói trước rồi đường hoan không thể từ chối cô hít sâu một hơi, gõ cửa. Được đường An giật đồng ý, sau khi vào phòng sách, cô cũng không dám đóng cửa, nghĩ rằng nếu lát nữa chị gái vuốt thì không đóng cửa còn có thể tiết kiệm chút thời gian bỏ chạy. Hơn nữa, cô chỉ bước vào trong một bước thì dừng lại, rồi nhân lúc đường An giật chưa kịp phản ứng, liền nhanh chóng lắc mông. Đường An giật nhắm mắt chậm mất hai giây, chống chán, hít sâu một hơi, hận không thể tự móc mắt mình. Cô không ngừng niệm thầm trong lòng, vuốt em gái ruột là phạm pháp, còn đắc tội với tổ tiên. Đường Hoan vừa lắc mông vừa chú ý đến tình hình của chị gái. Ngay khoảnh khắc Đường An Giật đứng dậy, cô lập tức quay người bỏ chạy. Dù cô có nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng Đường An Giật. Đường Hoan còn chưa chạy đến cầu thang tầng 2 đã bị Đường An Giật túm gáy. Đường Hoan nhắm chặt mắt, đã chuẩn bị tinh thần cho việc chị gái sẽ vuốt mình, nhưng không ngờ Đường An Giật lại không vuốt cô ngay lập tức, còn lôi cô xuống lầu. Sắc mặt Đường Hoan thay đổi, chắp tay cầu xin, "Chị vuốt em cũng được, nhưng mà có thể đừng vuốt trước mặt người khác được không?" Quản gia Triệu và tôi đều ở tầng 1, người hầu trong nhà cũng thỉnh thoảng ra vào tầng 1. Nếu vuốt cô ở đây thì biết bao nhiêu người nhìn thấy chứ. Đường An giật cong môi, nở nụ cười khó hiểu. Yên tâm, chị không vuốt em, chị chơi với các em vài ván. Nói xong, liền tiện tay ném đường hoan vào chiếc ghế trống. Thôi đi chị, chị không phải bận lắm sao, hay là chị đi làm việc đi. Em đảm bảo chúng em sẽ không làm phiền chị nữa. Đường hoan nghĩ đến nụ cười của chị gái vừa rồi, nụ cười trên mặt lúc này còn khó coi hơn cả khóc với trí thông minh của chị gái một khi tham gia thì những người khác chỉ có nước thua hơn nữa chị gái còn giỏi bày trò hơn cô nhiều nếu bị chị gái nhắm vào thì cô còn đường sống nào nữa đường hoan rụt cổ quay đầu định chạy bị đường an giật trừng mắt kéo trở lại chạy cái gì em sắp xong đời rồi đường hoan nhìn nụ cười khiến ra đầu tê dại của chị gái nào dám từ chối chơi thì chơi ván ba người lập tức biến thành ván bốn người trong khoảng thời gian tiếp theo đường hoan cảm thấy như bị ma ám dù bài trên tay cô tốt hay xấu lớn hay nhỏ cô đều thua đường hoan thua liên tiếp ba ván nợ đường an giật ba việc không chơi nữa không chơi nữa đường hoan đẩy bài về phía trước nếu cứ tiếp tục chơi như vậy cả đời này cô sẽ phải làm nô lệ cho chị gái mất chị chị nói đi muốn em làm gì chị phải đi công tác hai ngày ngày mai hỏa hỏa cũng đến em giúp chị chăm sóc sơ hạ và hỏa hỏa đây coi như là hai việc sau đường hoan ngẩn người không ngờ mọi chuyện lại xoay chuyển như vậy chuyện này nói ra cũng khá đơn giản trong nhà có quản gia triệu căn bản không cần cô phải lo lắng nhiều, cô chỉ cần đưa đón và khi ra ngoài cùng hỏa hỏa thì đảm bảo an toàn cho bọn họ là được, không khó lắm. Đường hoan sảng khoái đồng ý, được, không vấn đề gì. Trò chơi kết thúc, mọi người cùng nhau ăn trưa xong. Đường an giật không kịp nghỉ ngơi đã lại quay về phòng sách làm việc. Cô phải đi công tác hai ngày, cần phải giải quyết xong một số việc của công ty trước khi khởi hành tối nay. Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã đến tối, đường an giật phải đi rồi. Quản gia Triệu và Đường Hoan từ lâu đã quen với việc Đường An giật thỉnh thoảng đi vắng, chỉ có tôi là hơi luyến tiếc. Nhưng tôi sợ biểu hiện cảm xúc quá rõ ràng sẽ làm Đường An giật phiền lòng, nên trốn trong phòng, định đợi Đường An giật đi rồi mới ra ngoài. Nhưng không ngờ, trước khi đi, Đường An giật còn đặc biệt đến chào tạm biệt tôi. Tôi vội vàng mở cửa mời cô vào, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Cửa đóng lại, Đường An giật từng bước đi tới, chủ động nắm lấy tay phải đang buông thõng bên hông tôi. Một hành động đơn giản khiến trái tim tôi loạn nhịp. Biết chị sắp đi mà cũng không đến tiễn chị sao?" Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi, nghe không giống trách móc mà giống như oán trách. Tôi hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn cô, "Em thấy chú Triệu và Đường Hoan đều không tiễn, nên nghĩ chắc chị không cần, nên em không đi tìm chị, sợ làm mất thời gian của chị." Giọng nói càng về sau càng nhỏ dần, chỉ có mình tôi biết, tôi không phải buồn vì không đi tiễn cô, mà là vì tình cảm dần này sinh trong lòng tôi dành cho cô. "Bọn họ thì chị đúng là không cần, nhưng em thì khác." Đường An giật lại tiến lên một bước khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như dính vào nhau. Tôi theo bản năng muốn lùi lại, nhưng ngay sau đó, một bàn tay ấm áp đặt lên eo tôi, ngăn cản tôi chạy trốn. Đường An giật ôm chặt tôi trong lòng, rồi mới tiếp tục nói, trước khi đi mà không dặn dò em vài câu thì hai ngày chị đi vắng chắc sẽ không yên tâm. Đừng sợ, hôm nay em cũng thấy rồi, quản gia triệu và em trai chị đều dễ gần. Hỏa hỏa cũng vậy, ngày mai gặp nó em sẽ biết. Chị chỉ đi hai ngày thôi, sẽ về nhanh thôi. Có việc gì thì gọi điện thoại cho chị cũng đừng cứ du rú trong nhà, muốn ra ngoài thì cứ ra ngoài, đi cùng đường hoan hoặc lâm hữu đều được. Tôi úp mặt vào lòng cô, ậm ư gật đầu, chị đường an giật, chị đi đường cẩn thận, đừng lo cho em, em sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Đường an giật đáp lại rồi buông tôi ra, cởi chiếc vòng tay Phật hạt trầm hương mà cô vẫn luôn đeo, đặt vào tay tôi. Chiếc vòng này là của bố chị để lại cho chị, từ khi chị về Nam Thành đã luôn đeo trên người, nên hầu như những người trong gia tộc lớn ở Nam Thành đều nhận ra nó. Hai ngày này nếu ra ngoài thì đeo nó trên người, nếu gặp rắc rối bên ngoài thì cứ đưa nó cho người ta xem, sẽ không ai dám làm khó em nữa." Tôi nắm chặt vòng tay trong tay, ngoan ngoãn gật đầu, Đường an giật luyến tiếc ôm tôi thêm lần nữa, rồi quay người rời đi. Sáng hôm sau, tôi vẫn như hôm qua, cầm một quyển sách ngồi phơi nắng trên ghế sofa ở tầng 1. Không lâu sau, bỗng nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp, lột cộp lột cột vang lên, rồi thấy một cậu bé bụ bẫm với mái tóc xoăn tít chạy vào. Đường Nghiêm vừa vào định như thường lệ chạy thẳng đến phòng Đường Hoan, nhưng chạy được nửa đường thì phát hiện có một anh trai đẹp trai đang nhìn mình liền lập tức chuyển hướng thấy cậu bé đi về phía mình tôi lập tức ngồi thẳng dậy nhẹ nhàng hỏi cháu là hỏa hỏa phải không đường nghiêm nghe thấy tên mình mắt sáng lên chạy nhanh đến bên cạnh tôi dùng sức nhón chân leo lên ghế sofa ngồi cạnh tôi anh cháu là hỏa hỏa sao anh biết cháu ạ à? cánh tay mềm mại của cậu bé áp vào tôi tôi không dám động đậy trong lòng mềm nhún là gì cháu nói với anh gì ấy nói hôm nay cháu sẽ đến đây đừng nghiêm gật đầu nhận thấy tôi không hề bài xích việc cậu bé lại gần liền được nước lấn tới ôm chặt lấy tay tôi anh anh tên gì sao lại ở nhà gì hai cháu nói xong còn cố tình nghiêng đầu không ai có thể từ chối sự dễ thương của trẻ con đặc biệt là những đứa trẻ xinh xắn ngũ quan tinh xảo như búp bê khụ tôi hắng giọng cố gắng giữ cho giọng nói bình thường anh tên là tống sơ hạ vì có việc nhà nên phải ở nhờ nhà gì cháu một thời gian với lại theo thâm niên trong gia đình thì hỏa hỏa phải gọi anh là chú chứ không được gọi là anh đường nghiêm quay đầu cau mày suy nghĩ rất nghiêm túc nhưng cháu không muốn gọi chú cháu muốn gọi anh được không tại sao vậy tôi chưa từng tiếp xúc với những đứa trẻ nhỏ như vậy nên không hiểu được suy nghĩ của chúng đường nghiêm thở dài như một người lớn vẻ mặt rất phiền muộn vì anh trông trẻ quá lúc này đường hoan đi xuống từ trên lầu tôi vội gọi cô ấy lại cô ấy bước tới bế cậu bé ra khỏi tôi rồi đặt cậu bé lên chiếc ghế sofa xa tôi nhất đường hỏa hỏa theo thâm niên trong gia đình thì sơ hạ là chú của cháu, cháu phải gọi là chú, không được gọi là anh. Cháu có tin gì hai về sẽ vuốt cho cháu nở hoa không? Nghe thấy nhắc đến đường an giật, cơ thể nhỏ bé của đường nghiêm run lên, vội vàng dùng hai tay nhỏ xíu che mông lại. Nhưng cậu bé nhanh chóng nhớ ra tối qua bố đã nói với cậu bé là hôm nay dì hai không ở nhà, liền lập tức vinh váo trở lại. Hừ, cháu chẳng sợ gì hai đâu, sau đó còn lườm đường hoan một cái. Đường hỏa hỏa, bây giờ đã 9 giờ 50 phút rồi, mau dậy thu dọn đồ đạc đi, chú đưa cháu đi học thêm. Đường nghiêm vẫn muốn nằm lì ra đó không chịu dậy. Cháu buồn quá, không dậy nổi, cần chú sơ hạ ôm mới dậy được. Đường hoan khoanh tay cười lạnh bên cạnh, chú thấy cháu là cần chú cho mấy cái vào mông mới chịu dậy đấy. Nghe thấy vậy, đường nghiêm không khóc cũng không làm ổn nữa, chỉ là vẫn rất miễn cưỡng nhưng lại không dám cãi lời, liền hư hư bò dậy khỏi ghế sofa. Cậu bé bĩu môi, khuôn mặt xị ra như sắp khóc, lê đôi chân ngắn ngủn lên lầu, lấy chiếc cặp sách nhỏ mang đi học thêm xuống tuy không vui nhưng cũng không còn cáu kỉnh nữa. Đợi đường nghiêm xuống, đường hoan không chần chừ nữa, kẹp cậu bé dưới nách, chào tôi một tiếng rồi bế đường nghiêm ra ngoài, trong nhà bỗng chốc yên tĩnh trở lại. Tôi về phòng tiếp tục đọc sách, mệt thì lướt web một chút, cũng không thấy chán. Vân Thành, nhà họ Tống, sau khi nói chuyện với Tống Nguyệt Thành, Tống Nhân quyết định chuyển đến Nam Thành, hành động rất nhanh chóng. Chỉ trong hai ngày đã giải quyết xong chuyện nhà cửa, chỉ là công ty còn nhiều việc, anh cần thêm vài ngày nữa mới có thể sắp xếp ổn thỏa mọi thứ nhưng Tống Nguyệt Thành không thể đợi được nữa, điểm thi đại học của cậu ta thấp hơn một chút, chỉ đỗ vào học viện điện ảnh Nam Thành, còn tôi thì đỗ vào đại học Nam Thành. Trường học của hai người sau này khác nhau, cơ hội tiếp xúc cũng sẽ ít đi. Thời gian duy nhất có thể tận dụng tốt chính là kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học. Bây giờ đã là cuối tháng 7, điều đó có nghĩa là thời gian cậu ta có thể tiếp xúc, cải thiện quan hệ với tôi chỉ còn vòn vẹn một tháng, không thể chậm trễ thêm nữa. Vì vậy, cậu ta đề nghị với Tống Nhân là mình sẽ đến Nam Thành trước, một là vì bạn gái cậu ta, Phó tuyển, nhớ cậu ta, muốn cậu ta đến sớm, hay là nhà mới của họ có một số thứ cần sắp xếp, cậu ta đến vừa hay có thể giúp đỡ xử lý những việc này. Nhắc đến phó tuyển, Tống Nhân đương nhiên không có ý kiến gì, còn dặn dò cậu ta sau khi đến Nam Thành thì nhanh chóng thuyết phục tôi về nhà ở. Tống Nguyệt Thành đồng ý, chiều hôm đó liền mua vé tàu cao tốc, đến nơi, phó tuyển đích thân đón cậu ta. Nhà của Tống gia tạm thời chưa dọn dẹp xong, mà phó tuyển chưa được sự đồng ý của trưởng bối trong nhà nên cũng không dám tự tiện đưa cậu ta về nhà, vì vậy liền đưa cậu ta đến khách sạn. Đến khách sạn, Tống Duyệt Thành cũng không có ý kiến gì, anh ta cũng không muốn trong tình trạng chưa chuẩn bị đầy đủ mà đi gặp phụ huynh nhà giàu. Hơn nữa, khách sạn mà Phú Huyên đặt cho anh ta còn cao cấp hơn nhiều so với những nơi anh ta từng ở trước đây, là sự xa hoa mà anh ta chưa từng thấy. Đứng trước cửa sổ sát đất có thể nhìn bao quát toàn cảnh sông, một đêm hơn 8.000 tệ. Lúc Phú Huyên quẹt thẻ, tim Tống Duyệt Thành như nhỏ máu. Anh ta nhớ mẹ mình trước đây làm phục vụ trong nhà hàng, một tháng cũng chỉ được hơn 3 tệ, ở khách sạn này e là đến phòng rẻ nhất cũng không ở nổi. Điều này càng khiến Tống Duyệt Thành quyết tâm phải nắm chắc Phú Huyên trong tay. Vì vậy, sau khi vào phòng khách sạn, Tống Duyệt Thành ôm Phú Huyên nói lời ngon tiếng ngọt, cả hai đều toát mồ hôi. Tống Duyệt Thành vừa đến Nam Thành, đường An Giật bên này đã nhận được tin tức. Nhị tiểu thư, Tống Duyệt Thành đến Nam Thành lúc 4 giờ 32 phút chiều nay. Người đi đón là Phú Huyên, thiên kim tiểu thư nhà họ Phú. Ngoài ra, chúng tôi còn nhận được một tin, Tống Nhân mấy hôm nay mua một căn nhà ở Nam Thành, địa điểm ở khu biệt thự lệ lệ tòa nhà số 12, đường vĩ nhất nghe xong báo cáo của trợ lý sắc mặt đường an giật trở nên khó coi nể tình tống nhân đã nuôi sơ hạ mười mấy năm cô và sơ hạ vốn định bỏ qua cho tống nhân vậy mà anh ta lại không biết sống chớt mà đuổi theo đến nam thành tiếp tục quấy dày cuộc sống của sơ hạ đúng là tự tìm đường chớt nếu như trước đây đường an giật cũng chẳng cần phải phiền não trực tiếp xử lý là xong nhưng bây giờ lại liên quan đến sơ hạ cô vẫn chưa biết thái độ hiện tại của sơ hạ đối với tống nhân như thế nào không dám hành động thiếu suy nghĩ hay là đợi về nam thành hỏi ý kiến của sơ hạ rồi hãy quyết định đường an giật mặt lạnh tanh vẫy tay gọi trợ lý mấy ngày nay nếu sơ hạ ra ngoài thì phải cẩn thận nhất định phải bảo vệ an toàn cho cậu ấy nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô nhớ lại mấy ngày nay ở nhà họ đường những hành động thỉnh thoảng có phần thân mật của gia chủ trợ lý bỗng hiểu ra điều gì đó nếu sơ hạ tiên sinh là nam chủ nhân tương lai của nhà họ đường thì đúng là cẩn thận bao nhiêu cũng không thừa thứ bảy học thêm cả ngày đến chủ nhật đường hỏa hỏa Nhóc thì nhà họ Đường mới có thời gian nghỉ ngơi do mình tự quyết định. Những ngày chủ nhật bình thường, nhóc đều lề mề đến hơn 10 giờ mới dậy, có khi còn lười đến mức không buồn dậy ăn sáng. Vậy mà hôm nay lại phá lệ dậy từ trước bữa sáng, tự mình đi xuống lầu. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à, hỏa hỏa nhà chúng ta vậy mà không cần ai gọi đã tự dậy rồi. Cô nói linh tinh gì thế, Đường Hỏa Hỏa hai tay nhỏ xíu chống nạnh, khuôn mặt bụ bẫm nghiêm nghị nói, rõ ràng mỗi lần đều là cô dậy muộn nhất, phải gọi mấy lần mới chịu dậy sao cô còn có thể vu oan giá họa cho cháu chứ? Đường Hoan bị phản đam bất ngờ, bàn tay đang bóc trứng cho cháu trai yêu quý khựng lại, sau đó đổi hướng, nhét quả trứng vừa bóc xong vào miệng mình, nhóc mập, cô cho cháu ăn cướp. Vu khón gờ cô xong, nhóc con liền chạy đến bên tôi, leo lên chiếc ghế gần tôi nhất, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi, chú sơ hạ, cháu ăn sáng cùng chú nhé. Được thôi, hôm qua tôi còn tiếc nuối không được chơi cùng nhóc, không ngờ hôm nay đã có cơ hội. Đĩa ăn của đường hỏa hỏa hình đầu chuột Mickey, tay cầm của nĩa và thìa là hình chân mèo mềm mại đáng yêu thêm vào đó là tư thế ăn cơm vụng về nhưng đầy nỗ lực của nhóc thật sự quá dễ thương khiến người ta muốn hôn cho một cái ánh mắt tôi luôn vô thức bị thu hút mỗi lần bị phát hiện đường hỏa hỏa đều nở một nụ cười tươi giói với tôi thật đáng yêu bị phát hiện nhiều lần tôi cũng không còn né tránh nữa thấy đường hỏa hỏa đôi khi dùng nĩa nhỏ không xiên được miếng thịt muốn ăn tôi liền chủ động đút cho nhóc chú sơ hạ chú thật tốt hỏa hỏa thích chú nhất Đường Hoan ở bên cạnh có chút không nhìn nổi nữa, nhóc con này, mới tí tuổi đầu mà đã biết nịnh hót rồi. Hôm qua cô mua kem cho cháu, cháu còn nói thích cô nhất, vậy mà nhanh chóng thay đổi như vậy. Đường Hỏa Hỏa bĩu môi nhìn Đường Hoan, vẻ mặt đắc ý, cô hôm nay thật không hiểu chuyện nhà. Đường Hoan suýt nữa bị chọc cười, Đường Hỏa Hỏa, mông cháu lại ngứa rồi phải không? Một nhóc 4 tuổi như cháu mà dám nói cô không hiểu chuyện, nếu cô không vuốt cho cháu tỉnh ra thì cháu không biết ghế trong nhà tại sao lại đỏ như vậy đâu. Nói xong đường hoan giơ tay dọa nhóc đường hỏa hỏa lập tức phản xạ có điều kiện dùng hai tay nhỏ mập mạp che mông cãi lại cô sao cô cứ thích vuốt mông cháu thế cô mà cứ như vậy là cháu sẽ ghi thủ đấy đợi đến khi cô già đi không đi lại được nữa cháu cũng sẽ vuốt mông cô suốt ngày ra là cháu còn có ý nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy đường hoan bị chọc cười vậy bây giờ cô phải vuốt cho đủ vốn mới được kẻo già rồi lại bị thiệt nói xong cô đứng dậy đường hỏa hỏa thấy tình hình không ổn cũng vội vàng leo xuống ghế bỏ chạy Hai người chạy vòng quanh phòng khách mấy vòng, Đường Hoan thong thả đuổi theo sau, cố tình chơi chọc nhóc, cho đến khi Đường Hỏa Hỏa kiệt sức, bị vuốt mấy cái vào mông mới thôi. Đường Hoan vuốt rất nhẹ, mấy cái tát nghe có vẻ mạnh, nhưng vuốt xong mông cũng chẳng đỏ lên, không hề hấn gì, nhưng Đường Hỏa Hỏa lại thấy mất mặt, nhất là lại bị vuốt trước mặt tôi, càng khiến nhóc thấy mất thể diện, bĩu môi giận dỗi không thèm để ý đến Đường Hoan, ngay cả ra ngoài chơi cũng không chịu cho cô đi cùng, chỉ muốn tôi đi cùng. Đường Hoan mừng thầm được rảnh rang, liền giao nhóc con cho tôi. Trước khi ra khỏi cửa, tôi nhớ đến chuỗi tràng hạt Phật mà đường An giật đưa cho, nghĩ đến lần này còn có hỏa hỏa đi cùng, để phòng thân, tôi liền đeo nó vào. Chuỗi tràng hạt được sửa lại theo kích cỡ cổ tay của đường An giật, tôi đeo không vừa, đeo trên người tôi trông rất lạc lõng, vừa ra khỏi phòng đã bị đường Hoan nhìn thấy. Đường Hoan trợn mắt, chỉ vào cổ tay tôi hỏi, sơ hạ, cái, cái chuỗi tràng hạt này là của anh hai em sao? Tôi gật đầu, nhẹ nhàng giải thích với cô, chị An giật nói để em ra ngoài đeo nó, lỡ gặp chuyện gì, người khác thấy chuỗi chàng hạt này sẽ không làm khó em đường hoan cảm thấy sự việc e là không đơn giản như vậy một món đồ giá trị hàng chục triệu thế này mà lại tặng người khác huống chi món đồ này đối với chị hai còn có ý nghĩa đặc biệt lại để tôi mang ra ngoài giống như đang tuyên bố với mọi người rằng sơ hạ là người của chị ấy ai cũng đừng đụng vào ai cũng đừng chọc giận mấy năm nay bên cạnh chị hai chưa từng có người đàn ông nào tôi vừa mang chuỗi chàng hạt này ra ngoài bị người ta nhìn thấy thì trong mắt những gia tộc lớn ở nam thành chẳng phải là ngầm tuyên bố tôi là người của chị ấy sao đạo lý đơn giản như vậy chị hai không thể không hiểu nhưng nhìn biểu cảm của tôi lúc này hình như không biết hàm ý trong đó rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thấy đường hoan cứ im lặng sắc mặt lại thay đổi liên tục tôi liền nghĩ có lẽ mình đeo chuỗi chàng hạt này không ổn đường hoan sao vậy em có nên đeo chuỗi chàng hạt này ra ngoài không nghe tôi hỏi đường hoan hoàn hồn vội vàng xua tay không sao không sao chỉ là chuỗi chàng hạt này chị hai em ngày thường không rời người em đột nhiên thấy nó trên tay anh nên hơi ngạc nhiên thôi anh cứ đeo ra ngoài đi chị em nói đúng món đồ này ở nam thành đúng là vật hộ thân chỉ là chuỗi tràng hạt này giá trị khá cao anh chú ý cất giữ cẩn thận đừng làm mất là được tôi trịnh trọng gật đầu để đề phòng làm mất tôi dùng dây buộc tóc của mình quấn quanh chuỗi tràng hạt xong xuôi tôi tìm đường hỏa hỏa dắt tay nhóc ra ngoài tất nhiên đi cùng còn có lâm hiệu vừa là vệ sĩ vừa là tài xế tôi không quen thuộc nam thành nơi chơi là do đường hỏa hỏa chọn là một quán cà phê trẻ em. Vào cửa phải thay dép, bên trong toàn bộ thiết kế trang trí màu trắng hồng. Tôi để ý thấy tất cả các góc bàn, ghế ở đây đều được xử lý cẩn thận, không có bất kỳ vật sắc nhọn nào, chi tiết rất chú đáo. Bên trong có khu vực dành riêng cho trẻ em vui chơi an toàn, có bạt nhún, đu quay, cầu trượt. Còn có nhân viên chuyên trách trông non trẻ, có lẽ vì hôm nay là chủ nhật nên có khá nhiều người đến chơi. Tôi sợ Lâm Hữu không thoải mái nên đề nghị, Lâm Hữu, hay là anh đi dạo quanh đây đi, khi nào hỏa hỏa muốn về thì tôi gọi điện cho anh lâm hiệu đúng là không muốn vào trong nhưng mệnh lệnh của nhị tiểu thư là bảo vệ tôi sát sao anh phải tuân theo lâm hiệu nghiến răng kiên quyết nói không được nhị tiểu thư dặn phải bảo vệ an toàn cho anh sát sao nên tôi không thể rời khỏi anh tôi đành gật đầu tìm được chỗ ngồi tôi để lâm hiệu ngồi đợi còn mình đưa đường hỏa hỏa đến khu vui chơi trẻ em lâm hiệu thấy bên trong toàn là trẻ con đúng là không có gì nguy hiểm liền đồng ý lần đầu tiên đến nơi như thế này tôi thấy cái gì cũng mới lạ đến khu vui chơi đường hỏa hỏa vẫy tay chào tôi rồi nhanh chóng gia nhập hàng chờ chơi cầu trượt tôi quay lại khu vực người lớn gọi cho mình và lâm hiệu mỗi người một cốc cà phê chọn thêm hai món tráng miệng sau đó bắt đầu chơi điện thoại rớt thời gian chỉ là trong lúc chơi điện thoại tôi phát hiện có người muốn kết bạn wechat với mình ghi chú là tống duyệt thành tôi không khỏi nhíu mày tâm trạng lập tức trùng xuống chuyện ngoại tình nói cho cùng là lỗi của tống nhân không nên đổ lên đầu tống duyệt thành nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận một người xa lạ Người đã phá hoại gia đình mình làm anh trai của tôi. Hơn nữa, hôm đó ở nhà họ Tống, bữa tối ăn cùng Phú Huyên, tôi cũng nhìn ra Tống Duyệt Thành không phải người đơn giản, có chút mưu mô. Tôi không muốn tiếp xúc với anh ta nữa, vì vậy tôi coi như không thấy tin nhắn kết bạn đó. Nhưng không lâu sau, tôi đang xem phim, đang đến đoạn gây cấn thì lại có điện thoại gọi đến. Địa chỉ hiển thị là Nam Thành, tôi mới nghĩ có thể vẫn là Tống Duyệt Thành, liền tiện tay tắt máy. Kết quả không lâu sau, số điện thoại đó lại gọi đến. Tôi dứt khoát chặn luôn số đó, sau đó quả nhiên yên tĩnh hơn nhiều. Đến giờ ăn trưa, đường hỏa hỏa vẫn chưa muốn về, tôi liền gọi cho nhóc một phần ăn dinh dưỡng dành cho trẻ em, ăn xong lại tiếp tục chơi. Mãi đến 4, 5 giờ chiều, đường hỏa hỏa chơi mệt mới chịu theo tôi về nhà. Đến cổng biệt thự nhà họ đường, Lâm Hữu lái xe vào hầm để xe. Để tiện, tôi bế đường hỏa hỏa, lúc này đã ngủ say, xuống xe trước. Ai ngờ vừa đi đến cạnh bồn hoa, bên trong đột nhiên xông ra một người. Tôi giật mình, lùi lại mấy bước, sắc mặt tôi hơi khó coi ngẩng lên, mới phát hiện người xông ra lại chính là Tống Duyệt Thành. Sao lại dai như để vậy? Tôi không muốn để ý đến anh ta, càng sợ lại xảy ra sự cố như vừa rồi, coi như không thấy anh ta, quay người bỏ đi. Nhưng Tống Duyệt Thành đã chờ đợi hồi lâu, lại vừa bị sỉ nhục, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tôi? Chuyện là thế này, 4 giờ chiều, Tống Duyệt Thành xách đồ đến cổng biệt thự nhà họ đường. Anh ta đã cẩn thận lựa chọn thời gian này, nghĩ rằng cho dù tôi không thích anh ta, nhưng trước mặt người nhà họ đường, tôi cũng phải giữ thể diện, sẽ tiếp đại anh ta tử tế. Như vậy, anh ta có thể đường hoàng ở lại nhà họ đường vài ngày, cũng có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với nhị tiểu thư nhà họ đường. Nhưng anh ta không ngờ, bước đầu tiên trong kế hoạch đã gặp khó khăn. Sau khi bấm chuông cửa, người ra lại chỉ là một bảo vệ. Tống Duyệt Thành để tạo ấn tượng tốt với người nhà họ đường, không hề coi thường người khác, lễ phép xưng tên, còn chủ động đưa chứng minh thư cho bảo vệ xem. Nhưng bảo vệ không hề nể nang, nhất quyết không cho anh ta vào. Anh bảo vệ, tôi thật sự là đến thăm người thân. Em trai tôi, tống sơ hạ mấy hôm trước vừa đến đây anh là bảo vệ của nhà họ đường chắc chắn đã gặp cậu ấy còn về thân phận của tôi anh có thể gọi điện vào trong hỏi tôi thật sự không phải kẻ lừa đảo bảo vệ nghe vậy liền cười cậu bé cậu cũng đừng dây dưa ở đây nữa tôi sẽ không cho cậu vào nhà họ đường chúng tôi có quy định trừ một số khách quen còn những khách khác đều phải được nhị tiểu thư cho phép mới được vào chúng tôi là bảo vệ không thể gọi điện vào trong hỏi vì những người mạo danh người thân bạn bè của nhà họ đường như cậu quá nhiều nếu chúng tôi đều gọi điện vào trong hỏi thì dù chúng tôi không mệt, người nghe điện thoại bên trong cũng bị làm phiền chết. Cậu vẫn nên tự mình liên hệ với em trai cậu đi. Chỉ cần bên trong cho phép, tôi sẽ lập tức cho cậu vào. Tống Duyệt Thành sắc mặt khó coi dây dưa với bảo vệ ở cổng hồi lâu cũng không được vào. Cuối cùng bảo vệ còn đe dọa nói nếu không đi sẽ báo cảnh sát. Tống Duyệt Thành không còn cách nào khác mới đành bỏ cuộc. Nhưng không ngờ ông trời vẫn chiếu cố anh ta để anh ta gặp được tôi đang trên đường về. Thấy tôi không thèm để ý đến mình, định bỏ đi, Tống Duyệt Thành vội vàng chạy tới, nắm chặt tay tôi. Vì chuyện bảo vệ vừa rồi, trong lòng Tống Duyệt Thành vốn đã chất chứa một bụng tức, ra tay liền không còn nhẹ nhàng nữa, khiến tôi suýt nữa không giữ được đường hỏa hỏa trong lòng, trên cánh tay còn bị móng tay anh ta cào ra mấy vết đỏ, đau đến mức tôi nhíu mày. "Tống Duyệt Thành, anh rốt cuộc muốn gì?" Tôi cũng không hiểu nổi, tôi đã rời khỏi nhà họ Tống, cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ tài sản của nhà họ Tống, đối với Tống Duyệt Thành mà nói chỉ có lợi chứ không có hại tống duyệt thành cứ bám lấy tống nhân tranh giành tài sản là được rồi tìm tôi làm gì đường hỏa hỏa suýt nữa bị ngã tống duyệt thành cũng giật mình hoàn cảnh của nhà họ đường anh ta đã tìm hiểu trước đó đứa trẻ trong lòng tôi nếu anh ta đoán không nhầm chắc là con trai của đại thiếu gia nhà họ đường là đứa cháu duy nhất của nhà họ đường cũng may không làm ngã người ta nếu không anh ta cũng gặp rắc rối tống duyệt thành lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng vì sợ tôi chạy mất nên lực đạo trên tay không hề giảm bớt thậm chí còn nắm chặt hơn sơ hạ là bố đặc biệt dặn anh đến thăm em, thấy chưa, anh còn mang quà đến. Trong này không chỉ có quà cho em, mà còn có quà cho những người khác trong nhà họ đường. Đi thôi, chúng ta vào trong tặng quà cho họ, coi như cảm ơn họ đã chăm sóc em mấy hôm nay. Tôi lạnh lùng từ chối, không cần đâu, em sẽ tự mua quà cảm ơn họ, anh đi đi. Đứng lại, thấy tôi muốn đi, Tống Duyệt Thành lập tức sốt ruột, giật mạnh tay tôi, giọng nói cũng đột nhiên lớn hơn. Đường hỏa hỏa bị tiếng động làm tỉnh giấc, vừa mở mắt liền thấy một người đàn ông hung dữ đang kéo tôi. Đường hỏa hỏa lặng lẽ quan sát xung quanh, thấy đang ở cổng nhà họ đường, liền hét lớn, có người đến đây, mau đến đây, có người bắt nạt hỏa hỏa. Bảo vệ canh gác bên ngoài sân nhà họ đường nghe thấy tiếng liền cầm rùi cui chạy đến. Còn có một, hai người nhanh trí gọi điện thoại cho quản gia triệu. Tống Duyệt Thành bị cảnh tượng này dọa cho giật mình, ngón tay lại sệt chặt hơn. Đường hỏa hỏa thấy tình hình của tôi, vội vàng từ trong lòng tôi xuống, chạy đến bên cạnh Tống Duyệt Thành, dơ chân đá mạnh vào chân anh ta vài cái, muốn giúp tôi xả giận, nhưng nhóc còn quá nhỏ, dù dùng hết sức, đá vào người Tống Duyệt Thành cũng chỉ hơi đau, nhưng chút đau đớn nhẹ này cũng đã chọc giận Tống Duyệt Thành, anh ta giơ chân đẩy Đường Hỏa Hỏa ra, Đường Hỏa Hỏa là trẻ con, khả năng giữ thăng bằng vốn đã kém, bị Tống Duyệt Thành đẩy như vậy, lùi lại mấy bước, may mà lúc này Đường Hoan đã chạy đến, nhanh tay đỡ được nhóc. Hỏa Hỏa, cháu không sao chứ, có bị thương không? Đường Hoan suýt nữa bị cảnh tượng vừa rồi dọa chết khiếp. Không sao, không sao đường hỏa hỏa một đứa trẻ nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho trắng bệch mặt mũi tái nhợt nhưng không kịp quan tâm đến tình trạng của mình tôi nắm lấy đường hoan lo lắng chỉ vào tống nguyệt thần mách lẻo cô út hắn ta bắt nạt chú sơ hạ làm đỏ cả tay chú sơ hạ cô mau vuốt đuổi hắn ta đi lâm hữu chạy đến xem xét sắc mặt lập tức thay đổi nhị tiểu thư đã đặc biệt dặn dò anh phải bảo vệ tôi sát sao vậy mà chỉ trong chốc lát đỗ xe tôi đã bị người ta làm bị thương bàn tay mạnh mẽ của lâm hữu nắm lấy cánh tay tống nguyệt thần dùng sức mạnh mẽ a à, tống nguyệt thần lập tức hét lên một tiếng đau đớn cánh tay buông thõng mồ hôi lạnh túa ra hắn không ngờ người nhà họ đường lại dám táo tợn ra tay tàn nhẫn như vậy thậm chí không thèm hỏi rõ thân phận của hắn ái trà trà ai làm chuyện thất đức này vậy quản gia triệu tuổi cao chân chậm đến lúc này mới thở hồn hển chạy đến nhìn thấy vết thương trên tay tôi ông đau lòng vô cùng đây chính là vị hôn phu tương lai của nhà họ đường sao có thể để người ta bắt nạt như vậy chứ vẻ mặt quản gia triệu người luôn nho nhã hòa nhã với mọi người trong nháy mắt trở nên lạnh lùng lâm hiệu bẻ nốt cánh tay còn lại của hắn cho ta cho dù quản gia triệu không nói lâm hiệu cũng đã có ý định này tống nguyệt thần thấy anh bước tới sợ hãi tái mặt vội vàng ôm lấy cánh tay bị thương lùi lại vừa lùi vừa hét lớn tôi là tống nguyệt thần đại thiếu gia nhà họ tống còn là bạn trai của phó toàn cháu gái trưởng nhà họ phó các người không thể đối xử với tôi như vậy lâm hiệu đi theo đường an giật nên đã biết rõ thân phận của tống nguyệt thần bước chân anh không hề dừng lại. Tống Nguyệt Thần không ngờ bọn họ lại không để mặt cả nhà họ phó, sợ hãi ngã ngồi xuống đất, run rẩy tay nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát ơi, tôi đang ở cổng biệt thự nhà họ đường, có người muốn giữa tôi, các anh mau đến đây. Với thân thủ của Lâm Hữu muốn ngăn Tống Nguyệt Thần báo cảnh sát rất dễ dàng, nhưng anh không làm vậy vì không cần thiết. Hơn nữa, cho dù Tống Nguyệt Thần không báo cảnh sát, nhà họ đường cũng sẽ báo. Chọc giận người nhà họ đường, nào có dễ dàng bỏ qua như vậy. Lâm Hữu còn định bẻ gãy tay trái của Tống Nguyệt Thần để trả thù cho tôi, nhưng tôi đã ngăn lại, "Lâm Hữu, để tôi tự làm." Lời tôi vừa nói ra, Lâm Hữu và quản gia Triệu đều kinh ngạc. Tôi bước đến trước mặt Tống Nguyệt Thần, giáng cho hắn một cái tát mạnh vào mặt. Cái tát này tôi dùng hết sức lực, lòng bàn tay hơi tê dại. Quản gia Triệu đứng bên cạnh thầm khen ngợi trong lòng, "Vuốt hay lắm, phải như vậy chứ. Vị hôn thê tương lai của nhà họ Đường, sao có thể để người ta bắt nạt dễ dàng như vậy?" Tống Nguyệt Thần, tôi nghĩ anh hẳn là hiểu lầm tôi rồi. Tôi lạnh lùng nhìn xuống hắn, gia đình tôi tan vỡ, anh là con riêng, tôi luôn nghĩ tất cả là lỗi của bố chúng ta, tống cản. Vì vậy, cho dù anh thỉnh thoảng có giở trò trước mặt tôi, vì thấy anh đáng thương, tôi cũng nhịn, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể nhẫn nhịn mọi thứ. Còn một điều nữa tôi muốn nói cho anh biết, tôi rất rất ghét anh, vì vậy, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng khiêu khích tôi hết lần này đến lần khác, bởi vì dù tôi có tính tình tốt đến đâu, cũng có lúc không kiềm chế được, ví dụ như bây giờ. Nói xong, tôi lại nhanh chóng giơ tay tát hắn thêm một cái nữa tống nguyệt thần choáng váng hắn luôn nghĩ tôi là người không có cá tính nên mặc hắn trà đạp bắt nạt không ngờ tôi cũng có mặt mạnh mẽ sắc bén như vậy nhưng hắn lại nghĩ tôi mạnh mẽ như vậy chẳng qua là vì có nhà họ đường chống lưng không có nhà họ đường tôi chẳng là cái thá gì lần này nương nhờ chỉ là tạm thời đợi sau này tôi rời khỏi nhà họ đường hắn vào nhà họ phó sẽ có cơ hội báo thủ hôm nay tống nguyệt thần cúi đầu che giấu vẻ căm hận trong mắt thấy tôi đã hả giận Quản gia Triệu và những người khác vội vàng vây quanh. "Sơ hạ tiên sinh, để bọn họ trông coi tên này, chúng ta về nhà bôi thuốc cho cậu trước đã." Đường Hoan cũng gật đầu thúc giục, "Đúng vậy, chắc lát nữa cảnh sát đến, cậu là người liên quan còn phải làm biên bản, lại mất thêm kha khá thời gian, vẫn nên xử lý vết thương trước đã." "Được, tôi được bọn họ đưa về phòng khách, quản gia Triệu giúp tôi sát trùng, bôi thuốc mỡ, vết thương nhanh chóng cầm máu." Đường Hoan cũng nằm sấp trên đùi tôi, thỉnh thoảng chu môi thổi vào vết thương, giúp tôi giảm đau khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩn đầy vẻ xót xa. Cuối cùng, quản gia Triệu còn băng bó cánh tay tôi bằng vài lớp gạc. Không lâu sau, một người hầu dẫn vài cảnh sát đến. Cảnh sát làm biên bản cho tôi và Lâm Hữu theo quy trình, xử lý công việc, không hề gây khó dễ. Cuối cùng, họ nói với tôi rằng sau này có thể tôi sẽ phải đến đồn cảnh sát một chuyến, nếu Tống Nguyệt Thần không đồng ý hòa giải. Tôi gật đầu cảm ơn họ, quản gia Triệu Lịch sự tiễn họ ra ngoài. Lúc này, Tống Nguyệt Thần đã được cảnh sát đưa đến bệnh viện gần đó cánh tay hắn cần phải chụp xqang kiểm tra xương trước khi tiến hành xử lý tiếp theo sau khi bác sĩ xử lý xong cảnh sát mới tiến hành thẩm vấn hắn đang hỏi giờ chừng thì phó toàn đến vừa đến phó toàn thấy dáng vẻ thảm hại của bạn trai lập tức nổi giận đá mạnh vào chiếc ghế bên cạnh ai to gan dám làm vậy với anh ấy bọn họ không biết anh là bạn trai của tôi sao còn coi nhà họ phó ra gì không hai cảnh sát thấy phó toàn nổi giận không hề sợ hãi chỉ thấy buồn cười không coi nhà họ phó ra gì phải nói là nhà họ Đường thật sự có tư cách đó. Hơn nữa, trong vụ việc lần này, Tống Nguyệt Thần không chiếm lý. Khi làm biên bản ở nhà họ Đường, họ đã được nghe kể lại toàn bộ sự việc, đồng thời cũng xem camera ghi hình của nhà họ Đường. Video cho thấy rõ ràng, Tống Nguyệt Thần đã chạy đến cổng nhà họ Đường, chủ động nắm lấy người ta không buông, nhiều lần cố ý xô đẩy bảo vệ nhà họ Đường. Bảo vệ chỉ là nhất thời nóng giận ra tay hơi mạnh khi bảo vệ chủ nhà, nhiều nhất cũng chỉ là phòng vệ quá đáng. Xin lỗi Phó tiểu thư có thể để chúng tôi làm xong biên bản trước được không? Chúng tôi tìm hiểu xong tình hình, xử lý như thế nào, cũng phải nhanh chóng trả lời cho nhà họ Đường. Hai cảnh sát vì vết thương của Tống Nguyệt Thần đã chờ đợi rất lâu rồi, không muốn kéo dài thêm nữa. Nhà họ Đường, Phó toàn kinh ngạc cúi đầu nhìn Tống Nguyệt Thần. Khi nhận được điện thoại, cô chỉ nghe Tống Nguyệt Thần nói trong điện thoại rằng hắn bị vuốt, bị thương rất nặng, gãy cả tay. Cô lo lắng, không hỏi nhiều liền vội vàng chạy đến, không ngờ chuyện này lại liên quan đến nhà họ Đường khí thế ngang ngược của phó toàn lập tức giảm đi đáng kể sắc mặt có chút không được tự nhiên gật đầu với hai cảnh sát đợi cảnh sát hỏi xong rời đi phó toàn mới quay sang hỏi bạn trai giọng điệu lo lắng nguyệt thần rốt cuộc là chuyện gì vậy kể rõ cho em nghe đi toàn tống nguyệt thần lúc nãy trước mặt cảnh sát đã cố nhịn không khóc giờ phút này lại khóc òa lên người nhà họ đường quá kiêu ngạo em chỉ định ngăn tống sơ hạ lại muốn nói chuyện với cậu ta vài câu vậy mà tên bảo vệ nhà họ đường không hỏi rõ ngọn ngành đã bẻ gãy tay em Em nói với hắn em là bạn trai của chị, vậy mà hắn ta không coi nhà họ phó ra gì, còn muốn tiếp tục ra tay với em. Nếu không phải em kịp thời báo cảnh sát, e là mạng nhỏ của em cũng khó giữ. Còn cả đứa em trai đó của em nữa, em lo nó ở nhà họ đường sống không tốt, tốt bụng đến thăm nó, nó không biết điều cũng thôi đi, còn dựa vào nhà họ đường u chép em. Tống Nguyệt Thần vừa nói vừa khóc nức nở, dáng vẻ yếu đuối đáng thương. Phó Toàn xót xa vỗ vai hắn, trong lòng cũng rất tức giận. Nguyệt Thần đã nói hắn là bạn trai của cô rồi, nhà họ đường còn ra tay tàn nhẫn như vậy thật sự quá không nể mặt nhà họ phó phó toàn hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại nguyệt thần vừa rồi nghe em nói chuyện với cảnh sát chỉ nhắc đến bảo vệ nhà họ đường và tống sơ hạ vậy nhị tiểu thư nhà họ đường đâu cô ta không có mặt sao cô ta có nói gì không tống nguyệt thần lắc đầu nhị tiểu thư không xuất hiện em thấy người chủ mưu chắc là cô đường hoan con nuôi mà chị từng nói đến chị toàn nếu chuyện bẻ gãy tay em là do nhị tiểu thư ra lệnh vì tình nghĩa giữa nhà họ Phó và nhà họ Đường, em cũng đành chịu, nhưng bọn họ, một đứa là con nuôi, một đứa là bảo vệ, còn một đứa chỉ là người nương nhờ nhà họ Đường, chẳng lẽ chỉ cần có chút quan hệ với nhà họ Đường là có thể cưỡi lên đầu nhà họ Phó chúng ta sao?" Tống Nguyệt Thần mắt đỏ hoe, bất bình nói, lời nói bóng gió tự coi mình là người nhà họ Phó, như thể việc hắn lấy Phó Toàn đã là chuyện chắc chắn. Phó Toàn không nghe ra điều gì bất ổn, bởi vì câu nói cuối cùng của Tống Nguyệt Thần đã khơi dậy ngọn lửa giận dữ vừa bị kìm nén. Đúng vậy, chẳng lẽ chỉ cần có chút quan hệ với nhà họ đường là có thể cưỡi lên đầu nhà họ phó chuyện này không thể bỏ qua như vậy được phó toàn hôn lên chán hắn cam đoan nguyệt thần anh yên tâm chuyện này sẽ không bỏ qua như vậy em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho anh tuy nhiên phó toàn dù sao cũng là người lớn lên trong gia tộc lớn tuy đã đồng ý giúp tống nguyệt thần chút giận nhưng cũng không hành động hấp tấp cô biết rõ tuy là con gái trưởng nhà họ phó nhưng hiện tại cô vẫn chưa có thực quyền nếu trực tiếp đến đồn cảnh sát Người ta nể mặt nhà họ Đường chưa chắc đã chịu bán mặt mũi cho cô, trừng phạt nặng tống Sơ Hạ bọn họ. Chuyện này nhất định phải nhờ ông nội cô ra mặt mới được. Thời gian đã khá muộn, khi Phó Toàn về nhà, mọi người vừa ăn tối xong. Bà nội và ông nội thấy cháu gái về, liền vẫy tay gọi cô lại gần. "Toàn, sao giờ này mới về, ăn cơm chưa? Bà bảo người làm thêm chút nữa cho con nhé." Phó Toàn lắc đầu, cô đã ăn tối cùng Tống Nguyệt Thần sau khi rời khỏi bệnh viện, không cần đâu bà, con ăn rồi, bố mẹ và chú con đã về chưa ạ? À? Chưa, bà nội thở dài, nhắc đến chuyện này cũng có chút phiền muộn. Bố và chú hai con cũng thôi, ít nhất còn gọi điện về báo là phải tăng ca không về được. Còn thằng ba đó, không biết đi đâu lêu lồng, mấy ngày nay không thấy bóng dáng, cũng chẳng gọi điện thoại gì cả. Ông nội ngồi bên cạnh tuy không nói gì, nhưng nét mặt rõ ràng cũng không vui. Nghe bà nội nói các bậc trưởng bối khác đều không có nhà, phó toàn cảm thấy đây là cơ hội tốt, liền đến ngồi cạnh bà. Thân mật ôm lấy cánh tay bà nói, bà, bà còn nhớ chuyện con nói với bà mấy hôm trước, con có bạn trai không ạ?" À? Bà nội mỉm cười gật đầu, đương nhiên là nhớ rồi, sao vậy? Chẳng lẽ nhanh như vậy đã muốn dẫn về ra mắt ông bà rồi à? Ông bà nội đã lớn tuổi, đối với chuyện yêu đương của con cháu trong nhà luôn có thái độ khoan dung. Nhà họ có của ăn của đề. không thiếu tiền, cũng không câu lệ tình trạng gia đình, chỉ cần con cái tự nguyện, đối phương nhân phẩm tốt, là người tốt là được. Con cũng có ý định đó, nhưng, phó toàn tựa vào vai bà nội, thở dài u sầu, gần đây e là không được rồi. Bạn trai con bị người ta vuốt nói ra cũng tại con vô dụng, không bảo vệ được anh ấy, để người ta ức hiếp. Cái gì, bà nội vừa nghe thấy cháu bị vuốt, liền lo lắng, vội vàng sờ soạn tay phó toàn. Chuyện gì vậy, toàn, con sao rồi, có bị thương không? Phó toàn nắm lấy tay bà an ủi, bà yên tâm, con không sao, là bạn trai con bị vuốt, gãy cả tay. Toàn, nói rõ chuyện này là ai làm, u chép là sao? Ông nội vốn đã ái náy vì chuyện đuổi phó toàn đến Vân Thành, giờ nghe nói cháu gái bị ức hiếp, tức giận đến mức không buồn uống trà các gia tộc lớn ở Nam Thành luôn coi trọng quyền thế, nịnh bợ kẻ mạnh. Cháu gái ông rời khỏi Nam Thành mấy năm, e rằng có vài kẻ không biết điều còn tưởng nhà họ phó bỏ rơi cô. Nếu không quản lý, sau này con bé sẽ còn bị ức hiếp. Ông nội ngồi bên cạnh tuy không nói gì, nhưng rõ ràng cũng nghi ngờ tính chân thực của lời phó toàn. Phó toàn thấy ông bà không tin, liền sốt ruột, bà, con nói đều là thật. Tuy con không có mặt ở đó, nhưng những điều này đều là do Nguyệt Thần tự mình kể cho con nghe. Anh ấy là người đàng hoàng, sẽ không bao giờ lừa dối con. Hai người nhất định phải đòi lại công bằng cho anh ấy. Ông nội vẫn bình tĩnh, nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt. Cháu không phải nói bạn trai cháu đã báo cảnh sát sao. Hỏi xem anh ta ở đồn cảnh sát nào, chúng ta gọi điện hỏi thăm tình hình là rõ hết mà. Ông, sao ông lại không tin con chứ, chuyện này còn gì phải hỏi nữa. Phó Toàn tức giận đứng phát dậy khỏi ghế, đá văng chiếc ghế sang một bên. Nguyệt thần nói, lúc đó đường hoan, con nuôi nhà họ đường, cũng có mặt. Điều đó chứng tỏ việc vuốt nguyệt thần là do cô ta ngầm đồng ý, vậy cô ta sao có thể không bênh vực Tống Sơ Hạ và tên bảo vệ đó chứ? Cảnh sát bên kia chắc chắn cô ta cũng đã gây áp lực rồi. Ông, ông chỉ gọi điện hỏi thăm thì có tác dụng gì? Có khi người ta còn chẳng nói thật cho ông nghe. Toàn, bà nội nhíu mày, kéo tay Phó Toàn, "Con đừng nóng, ngồi xuống từ từ nói. Ông con cũng là vì muốn tốt cho con, muốn làm rõ mọi chuyện, sợ con bị lừa thôi." Lừa gạt sao? Sao có thể chứ? Phó Toàn kích động hất tay bà nội ra nguyệt thần sao có thể lừa con chứ ông nội thấy phó toàn hất tay bà sắc mặt lập tức xa sầm vậy theo ý cháu cháu nói xem ông nên làm thế nào phó toàn không nhận ra sự thay đổi sắc mặt của ông nội còn tưởng ông đã bị thuyết phục liền nói với vẻ mặt khẩn thiết ông con nhớ hồi tết có một người đến chúc tết ông là cục trưởng của đồn cảnh sát nào đó hình như quan hệ của ông ấy với nhà họ phó cũng khá tốt ông cứ trực tiếp gọi cho ông ấy bảo ông ấy đến nhà họ đường bắt tống sơ hạ tên bảo vệ làm nguyệt thần bị thương còn cả con nuôi Đường Hoa nữa, bắt hết vào đó vuốt cho tàn phế, để cho các gia tộc khác ở Nam Thành biết nhà họ Phó không dễ bị bắt nạt. Con nuôi đó, biết đâu lại là con riêng của cô Đường An giật ở bên ngoài, thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vậy mà còn dám không coi nhà họ Phó ra gì. Toàn, bà nội tức giận đến mức chống gậy run rẩy đứng dậy, bà thật sự không ngờ cháu gái mình lại có suy nghĩ độc ác, tàn nhẫn như vậy. Đây đâu phải là muốn đòi lại công bằng, mà rõ ràng là muốn mượn tay ông bà để trả thù người khác. Ông nội thấy tình trạng của bà sợ bà tức giận sinh bệnh vội vàng đứng dậy đỡ bà đang định tìm roi mây dạy dỗ phó toàn thì một thanh niên mặc áo blue trắng đột ngột bước vào không nói gì cả thẳng tay tát mạnh vào mặt phó toàn phó toàn thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ ai tát mình ai dám chửi hả sao không chửi tiếp đi phó toàn ôm mặt không dám hò hè nữa lão tam bà cụ run rẩy đưa tay ra tiểu toàn đứa nhỏ này lời nói đúng là có vấn đề nhưng chúng ta từ từ dạy dỗ là được rồi đừng động tay động chân phó thuận vội vàng đỡ mẹ ngồi xuống vỗ vỗ tay bà ra hiệu bà đừng lo lắng sau đó quay lại quắt phó toàn quỳ xuống cho ta vì một đứa con hoang hư vinh đảo điên trắng đen mà làm bà tức giận thành ra thế này phó toàn mấy năm không gặp bản lĩnh của mày càng ngày càng lớn rồi tam thúc hư vinh gì đảo điên trắng đen gì con biết thúc không ưa con nhưng thúc không cần phải xỉ nhục bạn trai con như vậy chứ đối mặt với tam thúc phó toàn quỳ trên đất cả người run rẩy nhưng vẫn nhịn không được binh vực bạn trai lúc này bà cụ cũng đã hoàn hồn kéo tay phó thuận lão tam chuyện gì vậy phó thuận mở điện thoại mở đoạn video cho bà cụ và ông cụ xem ông cụ vội vàng đeo kính lão vào đoạn video không dài nhanh chóng phát hết bà cụ chỉ vào người trong video hỏi lão tam cậu thanh niên đẩy người này chính là bạn trai tiểu toàn phó thuận gật đầu sắc mặt u ám mẹ cậu thanh niên này là con hoang nhà họ tống ở vân thành còn đang đi học lại còn tham gia bạo lực học đường hủy hoại cả đời một nam sinh khác cái gì bà cụ kinh ngạc tức giận đập bàn Tiểu Toàn, con hồ đồ rồi, sao lại quen bạn trai như vậy chứ? Bà, Việt Thành tính tình hiền lành, nhút nhát, sao có thể đi bắt nạt người khác? Chuyện con hoang đâu phải lỗi của anh ấy, nếu được lựa chọn, ai lại muốn có xuất thân như vậy? Mọi người không thể vì chuyện này mà có thành kiến với anh ấy được. Còn nữa Tam Thúc, Thúc nói Việt Thành bắt nạt người khác, Thúc có bằng chứng không? Phó Toàn không tin bạn trai mình lại là người như vậy. Cô ấy ngày nào cũng ở bên Tống Việt Thành, chắc chắn là người hiểu anh ta nhất. Tam thúc nhất định là vì Tống Sơ Hạ là em gái của bạn anh ấy, nên cố ý bao che cho Sơ Hạ, vu oan cho Việt Thành. Phó Thuận trầm mặt ngồi xuống bên cạnh, đúng là ta không có bằng chứng. Chuyện bắt nạt là do Tống Việt Thành xúi dục người khác làm, làm rất kín đáo. Lúc đó cảnh sát tuy tra ra có liên quan đến cậu ta, nhưng vì cậu ta không phải người trực tiếp ra tay, lại là vị thành niên nên không truy cứu nữa. Nghe nói không có bằng chứng, Phó Toàn càng thêm mạnh miệng, ông nội, bà nội, mọi người thấy chưa? Tam thúc căn bản không có bằng chứng, không thể tin lời này được. Ông cụ chậm rãi tháo kính lão xuống, giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng, tin hay không, ta và bà nội con tự có phán đoán. Cho con hai ngày, gặp cậu ta lần cuối, nói rõ mọi chuyện rồi chia tay. Đến lúc này, ông cụ sao không hiểu, cháu gái mình rõ ràng là bị tình yêu làm mờ mắt. Nếu để hai người tiếp tục qua lại, cháu gái ông e là sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Ông nội, sao mọi người lại không hợp lý như vậy chứ? Phó toàn tức giận đến mức không quỳ nổi nữa. Con và Việt Thành đang yêu nhau rất tốt, tại sao lại bắt chúng con chia tay chỉ vì vài câu nói không có bằng chứng của tam thúc sao phó toàn càng nghĩ càng thấy ấm ức vậy có phải một ngày nào đó tam thúc muốn đuổi con ra khỏi nhà họ phó mọi người cũng đồng ý không lão tam ông cụ gõ bàn đưa điện thoại cho nó để nó tự xem phó toàn xem xong video nội dung video đúng là có chút khác biệt so với những gì việt thành nói nhưng cũng không khác biệt lắm phó toàn nghĩ vậy liền nói vậy video này thì sao cũng không khác gì những gì con nói lắm mọi người không thể chỉ vì video này mà bắt con chia tay với việt thành chứ bà cụ tức giận đến mức muốn hát cả cốc trà nóng trên bàn vào mặt cô ta đây gọi là không khác gì làm sao bạn con chỉ nói với con là giữ người ta lại nhưng cậu ta không nói là giữ người ta lại bằng cách bóp cổ còn chuyện cậu ta đẩy đường nham cậu ta có nói với con không cậu ta ra tay với cả trẻ con cậu ta là người tốt lành gì phó toàn vẫn không phục chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách việt thành được chứ nếu cậu ta không dùng chút sức Tống Sơ Hạ chắc chắn sẽ chạy mất, hơn nữa, Tống Sơ Hạ chỉ là con hoang nhà họ Tống ở Vân Thành, bố nó cũng không cần nó, bóp cổ nó một cái thì sao? Cần gì phải bẻ gãy tay Việt Thành chứ? Còn về đứa nhỏ Đường Nham, ông nội, bà nội, mọi người cũng thấy rồi, là nó đá Việt Thành trước, nếu nó không đá Việt Thành, Việt Thành có thể vô tình đẩy ngã nó sao? Chuyện này mà nói ra thì nhà họ Đường cũng không có lý. Nghe cô ta nói xong, bà cụ và ông cụ mới hiểu, vấn đề không chỉ ở cậu thanh niên kia mà cháu gái họ cũng có vấn đề từ trong cốt rồi. Ông cụ thấy không nói được nữa, cũng lười nói tiếp, lần cuối này cũng không cần gặp nữa. Lão Tam, nhà nhiều phòng trống, con chọn một phòng thích hợp, nuốt nó lại đi, cho nó đọc sách thánh hiền, đợi đến lúc khai giảng thì thả ra, tránh cho nó bị cậu thanh niên kia mê hoặc lại gây chuyện gì khác. Phó Thuận lạnh lùng gật đầu, vâng, ông nội. Phó Toàn không ngờ ông nội lại tuyệt tình như vậy, không chỉ ép cô chia tay mà còn nhốt cô lại. Cô ta còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị người của Phó Thuận bịt miệng lôi đi. Bà cụ thấy trong lòng khó chịu, nước mắt rơi xuống, đứa nhỏ này sao lại thành ra thế này? Phó Thuận cũng rất phiền lòng, hồi trước Phó Toàn ở Nam Thành ngang ngược bá đạo, kết giao với một đám bạn xấu, anh cảm thấy đứa nhỏ này cứ tiếp tục như vậy sẽ không cứu vãn được nữa, nên mới đuổi nó đến Vân Thành, muốn nó thay đổi môi trường, rời xa đám bạn xấu đó. Ai ngờ Phó Toàn đến Vân Thành lại càng quá đáng, mượn quyền thế nhà họ Phó, kết nạp thêm một đám đàn em, suốt ngày bị đám người đó vây quanh tâng bốc, tính cách càng hư hỏng hơn trước lúc đầu phát hiện ra anh cũng muốn quản nhưng vì chuyện anh đuổi phó toàn đến vân thành anh trai anh dâu cũng bất mãn với anh anh cũng không tiện can thiệp nữa không ngờ 4 năm trôi qua đứa nhỏ này lại bị anh trai anh dâu nung chiều thành ra thế này việc học cũng kém đến mức thảm hại nó và đường hoan bằng tuổi đường hoan khai giảng sẽ lên năm hai đại học còn cháu gái anh lại vừa mới thi đậu đại học thi đậu còn là trường đại học điện ảnh hạng bét ở nam thành đây là kết quả sau khi nó học lại một năm anh trai anh dâu chi một triệu thuê người dạy kèm cho nó chuyện của phó toàn anh cũng không muốn can thiệp nữa đường an giật bận việc ở nước ngoài đến khi trở về đã là dạng sáng hôm sau vừa về đã hỏi chuyện hôm qua tuy đã hỏi qua điện thoại một lần nhưng có vài chuyện qua điện thoại rất khó nói rõ lúc đó cô lại bận nhiều việc chưa kịp xử lý đường hoan và sơ hạ vẫn đang ngủ nhưng quản gia triệu nghe đường an giật hỏi liền kể lại tình hình hôm qua một lần nữa vết thương trên tay sơ hạ có nghiêm trọng không không nghiêm trọng vừa về nhà tôi đã giúp cậu ấy xử lý rồi sau đó cũng gọi bác sĩ đến xem mấy ngày nữa là khỏi tuy nói không nghiêm trọng nhưng quản gia triệu vẫn rất tức giận đồng thời cũng rất lo lắng cho nhị tiểu thư vết thương của sơ hạ tuy không nghiêm trọng nhưng là bị người ta dùng tay bóp ra phải đau đến mức nào tống việt thành kia nhìn là biết người có tâm cơ lâm hiệu lần này còn bị cậu ta bẻ gãy tay e là cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua nói không chừng còn sẽ tìm sơ hạ gây sự cho dù bọn họ luôn đề phòng cũng khó đảm bảo vạn nhất dù sao sơ hạ cũng họ tống nếu không đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ tống khó tránh khỏi sẽ gặp lại Tống Việt Thành. Yên tâm, cậu ta không gây sự được bao lâu nữa đâu. Tống Việt Thành chỉ là con tôm nhỏ, đường an giật chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đối phó với cậu ta. Nhưng cậu ta lại không biết sống chết mà chưa chọc vào cậu bé cô để ý, vậy thì đừng trách cô tàn nhẫn. Cô biết Tống Việt Thành muốn nhất là được nhận vào nhà họ phó, vậy thì cô sẽ từng chút một phá hủy khả năng đó. Nút phó toàn lại chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Đường An giật về phòng tắm rửa rồi đi ngủ, lúc dậy đã là 8 giờ sáng. Xuống lầu ăn sáng, vừa lúc đường hoan và tống sơ hạ cũng ở đó sau khi chào hỏi qua loa đường an giật liền nhắc đến chuyện hôm qua sơ hạ bên phía tống việt thành hôm qua đã thông báo cho tống nhiên nếu không có gì bất ngờ hôm nay bọn họ sẽ đến hắn ta chắc chắn sẽ tìm em em định làm gì muốn gặp hắn ta không tôi hơi do dự cuối cùng vẫn gật đầu chị an giật em muốn gặp anh ấy lần cuối vậy lúc đó chị đi cùng em tôi gật đầu ăn sáng xong chưa lâu quản gia triệu nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát quản gia triệu lịch sự nói chuyện với người ta vài câu cúp máy xong liền lập tức tìm đường an giật nhị tiểu thư tống nhiên đến rồi nói với cảnh sát là muốn thương lượng với sơ hạ tiểu thư về việc xử lý chuyện hôm qua ông ta và tống việt thành đang ở đồn cảnh sát chờ đi gọi sơ hạ tôi cùng cậu ấy đến đồn cảnh sát những người cần tính sổ lần này tôi sẽ tính hết một thể để sau này bọn họ không gây phiền phức nữa tại phòng nghỉ của đồn cảnh sát tống nhiên sốt ruột dục tống việt thành việt thành sao rồi vẫn không gọi được cho ai sao tống việt thành lắc đầu trong lòng cũng sốt ruột không kém tống nhiên tối qua phó toàn còn đảm bảo với cậu ta nói nhất định sẽ giúp cậu ta đòi lại công bằng vậy mà từ sáng nay cậu ta tỉnh dậy gọi điện cho cô ta cô ta cũng không nghe máy chuyện gì vậy nếu không có phó toàn hôm nay cậu ta đối đầu với tống sơ hạ e là không có lợi tống việt thành đang nghĩ xem hôm nay có nên tránh mặt trước không nhưng chưa kịp nói với tống nhiên là cậu ta muốn đi trước thì cửa phòng nghỉ đã bị mở ra nhìn thấy người đến tống nhiên vội vàng đứng dậy đồng thời trong lòng cũng hơi lo lắng ông ta tưởng nhà họ đường nhiều nhất cũng chỉ cử tài xế hoặc người hầu đi cùng sơ hạ không ngờ lại là nhị tiểu thư nhà họ đường đích thân đi cùng những lời trách móc sơ hạ mà tống nhiên định nói lại nuốt trở vào còn tống việt thành cũng vội vàng đứng dậy nép sát vào tường cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình cậu ta dám đối đầu với tống nhiên cũng dám đối đầu với đường hoan nhưng đường an giật thì không khí chất áp bức đến từ người có địa vị cao của đường an giật khiến cậu ta sợ hãi từ tận đáy lòng nhị tiểu thư sao cô lại đích thân đến đây đường an giật bước tới ngồi xuống chiếc ghế mà người của cô kéo ra thản nhiên cười với tống nhiên đứa nhỏ ở nhà tôi bị bắt nạt tôi là chủ nhà đương nhiên phải giúp nó đòi lại công bằng đứa nhỏ tôi nhất thời không phân biệt được cô ấy đang nói tôi hay là hoan hoan tống nhiên nghe đường an giật nói vậy cười gượng gạo nhị tiểu thư chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi việt thành sơ hạ hai đứa nói đúng không tống nhiên cười híp mắt nhìn hai đứa con trai tống việt thành thầm cười nhạt hiểu lầm nhỏ tay cậu ta bị gãy rồi mà chỉ là hiểu lầm nhỏ thôi sao Tôi cũng rất bực mình, đến bây giờ Tống Nhiên vẫn còn muốn dùng thân phận người cha để áp chế tôi, ông ta xứng sao, thật nực cười. Tôi bình tĩnh nhìn Tống Nhiên, đáp, không phải hiểu lầm. Tống Nhiên cũng nhận ra gần đây tôi hơi xa cách ông ta, nhưng ông ta không ngờ tôi lại làm ông ta mất mặt trước mặt người ngoài như vậy. Tống Nhiên lập tức cau mày, quát lớn, sơ hạ, trước mặt người ngoài con làm loạn cái gì, có chuyện gì về nhà rồi nói. Nhà? Tôi chua xót nghĩ, tôi còn nhà nào nữa. Tống Nhiên nói xong lại quay sang đường an giật dè dặt thương lượng nhị tiểu thư việt thành tự tiện đến nhà họ đường đúng là lỗi của nó nhưng cô xem tay đứa nhỏ này cũng bị gãy rồi coi như đã bị trừng phạt rồi cô xem chuyện này có thể bỏ qua được không tống nhiên vẫn còn muốn dựa vào cái cây nhà họ đường để sống yên ổn ở nam thành sao có thể vì chuyện nhỏ này mà đắc tội với nhà họ đường chứ bỏ qua đường an giật cười nhạt làm người nhà tôi bị thương còn suýt đẩy ngã đứa cháu duy nhất của nhà họ đường tống tiên sinh ông lấy đâu ra mặt mũi mà bảo tôi bỏ qua tống nhiên nhất thời mặt mày tái mét dù sao ông ta cũng là bậc trưởng bối không ngờ đường an giật lại không để mặt ông ta chút nào tống nhiên há hốc mồm hồi lâu mới tìm lại được giọng nói ông ta cười gượng gạo vậy ý của nhị tiểu thư là muốn xử lý thế nào đường an giật dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ lên bàn giọng nói chậm rãi đã là cố ý gây thương tích tôi thấy tống tiên sinh vẫn nên ở lại đồn cảnh sát vài ngày suy nghĩ lại lỗi lầm của mình thì hơn ở lại đồn cảnh sát vài ngày chẳng phải là sẽ lưu lại hồ sơ sao Vậy sau này cậu ta làm sao vào được nhà họ phó? Tống Việt Thành lo lắng, vội vàng đứng dậy. Nhị tiểu thư, chuyện hôm qua thật sự là hiểu lầm. Tôi hôm qua cũng là nhất thời nóng giận, mới vô tình đẩy đường tiểu thiếu ra. Tôi có thể xin lỗi cậu ấy, hoặc bồi thường cũng được. Nhị tiểu thư, cô muốn tôi làm gì cũng được, chỉ cần cô đừng bắt tôi ngồi tù. Đến bây giờ cậu ta vẫn còn giờ trò ngu ngốc, vuốt lạc hướng trọng tâm. Xin lỗi và bồi thường cũng chỉ nói đến hoan hoan, hoàn toàn không nhắc đến tôi, khiến đường an giật càng thêm chán ghét cậu ta. Tống Nhiên cũng hiểu rõ sắc trong đó, vội vàng cầu xin bên cạnh, nhị tiểu thư, đứa nhỏ này đã nhận ra lỗi lầm của mình rồi, cô đại nhân đại lượng, tha cho nó lần này đi. Sơ hạ, con cũng nói giúp anh con vài câu đi, chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm, con mau giải thích rõ ràng với nhị tiểu thư. Tống Nhiên nói xong liền vội vàng muốn kéo tôi, nhưng lại bị đường an giật gõ nhẹ vào cổ tay ngăn lại, nhìn thì chỉ là gõ nhẹ, nhưng lực đạo lại rất mạnh. Cả cánh tay Tống Nhiên đều tê dại, mất hết cảm giác, phải đến mười mấy phút sau mới dần dần hồi phục đường an giật mỉm cười nhìn tống nhiên tống tiên sinh dám động tay động chân với người của tôi trước mặt tôi ông là người đầu tiên đấy lúc tống nhiên đến bắt người tôi đã trốn sau lưng đường an giật nghe cô ấy nói người của tôi dù biết cô ấy không phải có ý đó nhưng tôi vẫn không kiềm chế được mà tim đập loạn nhịp tống tiên sinh nhà họ đường chúng tôi cái gì cũng không thiếu nên lời xin lỗi hay bồi thường của ông chúng tôi đều không cần ông vẫn nên ngoan ngoãn ở đây chịu tội đi đường an giật đã hết kiên nhẫn dây dưa với hai người bọn họ Tuy ông không biết xấu hổ, làm chuyện có lỗi với sơ hạ và sơ trạch, nhưng nể mặt sơ hạ lớn lên ở nhà họ tống, tôi và sơ trạch đều định tạm thời tha cho ông. Tôi đưa sơ hạ đi, chuyện này coi như kết thúc, nhưng tại sao ông lại đến Nam Thành? Đường An giật nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Chẳng lẽ ông không biết sơ trạch và tôi đều không ưa ông sao? Ông đến Nam Thành, chúng tôi khó tránh khỏi sẽ gặp mặt, gặp nhiều rồi, tôi e là sẽ chán ghét. Tống tiên sinh có biết người bị tôi chán ghét ở Nam Thành sẽ có kết cục thế nào không? tống nhiên nghĩ đến những tin tức về đường an giật mà ông ta nghe ngóng được từ người khác mấy ngày nay sắc mặt lập tức trắng bệch ông ta vốn nghĩ cho dù sơ hạ và sơ trạch không thích ông ta oán hận ông ta thì sao ông ta là cha của bọn họ là sự tồn tại mà bọn họ cả đời cũng không thể thoát khỏi bọn họ phải để ông ta bòn rút cả đời nhưng nếu chọc giận đường an giật đừng nói đến chút tài sản của nhà họ tống e là mạng sống của ông ta cũng khó giữ tống nhiên run rẩy môi bất đắc dĩ phải cúi đầu nhận lỗi nhị tiểu thư là tôi mạo phạm hôm nay tôi sẽ quay về vân thành xin cô nể mặt sơ hạ tha cho tôi lần này đường an giật lạnh lùng gật đầu xử lý xong tống nhiên đến lượt tống việt thành mức độ đáng ghét của người này còn hơn cả tống nhiên tống thiếu ra tội này cậu chắc chắn phải chịu cầu xin ai cũng vô dụng cậu tốt nhất nên nhớ kỹ bài học lần này sau này đừng đến tìm sơ hạ nữa nếu không sẽ không chỉ đơn giản là ngồi tù vài ngày đâu cái gì của cậu thì cậu cứ tranh giành cái gì không phải của cậu thì đừng mơ tưởng chút tài sản của nhà họ tống sơ hạ và sơ chạch đều không cần với tâm cơ của tống thiếu gia nếu biết tính toán cả đời này chắc chắn sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc à đúng rồi tống nhiên còn có một đứa con hoang đang ở công ty điện ảnh của nhà họ tống tống thiếu gia đừng có đặt sai chỗ nhé nghe những lời này sắc mặt tống việt thành càng thêm khó coi nói những lời này trước mặt tống nhiên thật quá độc ác sau này cậu ta dù có giả vờ ngoan ngoãn thể hiện sự hiếu thảo trước mặt tống nhiên thế nào cũng vô dụng mọi hành động của cậu ta đều sẽ bị tống nhiên hiểu lầm là muốn tranh giành tài sản Tống Nhiên e là khó mà tin tưởng cậu ta nữa, vậy cậu ta còn giả vờ được sao? Tống Việt Thành lần đầu tiên nhận thức rõ sự đáng sợ và tàn nhẫn của đường An Giật, vô cùng hối hận vì đã trêu chọc cô.